chương 2760, mạnh đến không giới hạn. Oanh, cự nhân lôi đỉnh oanh ngang, dù Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng vô dụng, rất nhanh liền tiêu hao hết lực lượng, tầng kim quang bên ngoài thân hắn lập tức trở nên ảm đạm. Soạt, những cự nhân lôi đỉnh này lại oanh, hàng ngàn tia chớp giật rơi về phía Lăng Hàn. Không xong, tất cả mọi người biến sắc, lúc này ngay ở bước ngoặt khẩn yếu nhất của Lăng Hàn, nếu như chống đỡ thiên kiếp, như vậy nỗ lực ngưng tiên chủng của hắn liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng nếu hắn không để ý tới thiên kiếp vậy thì có khả năng bị đánh chết đây là một cục diện lưỡng nan nhưng lang hàn lộ ra nụ cười hắn dẫn ra thời gian đại đạo thần thức tiến vào một mức độ khác vượt qua thời gian bản thân hết thảy đều bất động cho dù cự nhân lôi đình công kích cũng biến thành chậm như ốc sen bò thân thể của lang hàn phản ứng tự nhiên cũng cực kỳ chậm nhưng thần thức của hắn lại vượt qua tất cả những thứ này mà quan trọng nhất chính là ngưng tiên trùng ở trên thần thức một đạo ánh sáng cực kỳ óng ánh rực rỡ ở trong thức hải của hắn, liên tiếp hai tiết điểm mấu chốt nhất, nhất thời, tiên trùng hình thành, vù, khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể của Lăng Hàn mãnh liệt mà ra. Hắn nguyên bản đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng hiện tại lại lên một tầng cao. Tiên vương, vào đúng lúc này, Lăng Hàn mới xem như chân chính bước vào tiên vương cảnh. Tâm thần hắn buông lỏng, lập tức lui ra trạng thái này, rầm 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 rầm, cự nhân lôi đình công kích lập tức ra tốc, kích bắn về phía hắn. Đến, Lăng Hàn không sợ, hắn ra quyền đón nhận, oanh oanh oanh, Lăng Hàn cường thế ra tay, trong nháy mắt nổ ra ngàn quyền, dưới thể thuật mạnh mẽ ủng hộ, hắn ra quyền có thể mau lẹ như thế. Chỉ thấy vô số cự nhân lôi đình bị đánh nổ, lại không có một cái là đối thủ của Lăng Hàn. Thích thiện tử, già lan nhất thời kinh bạo, tuy bọn họ có thể đánh bại tiên vương tầng 2 sơ kỳ, nhưng tuyệt không phải ba quyền hai cước có thể quyết định, nhưng Lăng Hàn trong nháy mắt đánh nổ hơn một nghìn nhân vật như vậy, khái niệm này nghĩa là gì? Ngay cả kỳ vô danh, Vũ Hoàng cũng căng thẳng, khiếp sợ sức chiến đấu của Lăng Hàn, chỉ có hỏa phù dung trước sau thong dong, nàng chắc chắn, nếu mình bước vào tiên vương, sức chiến đấu sẽ không yếu hơn. Thứ nhất cái này xác thực Lăng Hàn đủ mạnh, sau khi bước vào tiên vương, sinh mệnh lũy thừa của hắn xuất hiện bay vọt lớn, đạt đến 6.600 trở lên, thứ hai cự nhân lôi đình dù sao cũng không phải sinh linh chân chính, chỉ là một đoàn năng lượng, chịu đến công kích nghiêm trọng liền sụp đổ. Nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại Lăng Hàn mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh nổ hơn một nghìn cự nhân lôi đình, mạnh đến giận sôi. Nhưng thiên kiếp cũng không bỏ qua, ầm 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 lại có càng nhiều cự nhân lôi đình xuất hiện, nhưng sức chiến đấu không thể lại có thêm tăng lên, vẫn là tầng 2 sơ kỳ. Chuyện này làm sao có khả năng tổn thương Lăng Hàn, hắn tùy ý ra tay, một quyền một cước liền đánh nổ một cự nhân lôi đình, độ thiên kiếp như trò đùa. Rõ ràng chỉ là tiên vương tầng 1, hơn nữa còn chỉ là vừa đột phá, nếu như hắn đạt đến tầng một đỉnh cao không phải có thể chiến tiên vương tầng ba sơ kỳ sao lang hàn đang thôi thúc tiên chủng sinh trưởng lúc này là lúc nhanh nhất bỏ qua lúc này sẽ không có lần thứ hai hắn chống lại thiên kiếp coi chất giật là phân bón đây là lực lượng thiên địa dĩ nhiên có lợi cho tiên chủng sinh trưởng mắt trần có thể thấy tiên chủng đang nảy mầm đầu tiên là mọc ra hai mảnh phôi sau đó sinh ra sợi dễ đâm vào trong thức hải của lang hàn không ngừng trưởng thành nửa ngày trôi qua thiên kiếp tiêu tan tiên chủng của lăng hàn đã hóa thành một thân cây giống, chỉ cao nửa thước, mọc ra mười mấy lá cây màu xanh lục, nhưng tự nhiên có một luồng khí tức trí cao không cách nào hình dung. Lăng hàn nhắm mắt lại, cảm ứng lực lượng to lớn trong cơ thể, từ trạng thái của tiên chủng đến xem, hắn còn ở tiên vương tầng một sơ kỳ, lại phân chia tỉ mỉ một chút, sơ kỳ tổng cộng có 10 bước, hiện tại hắn đi ra 7 bước, sắp áp sát trung kỳ. Đây là cực kỳ kinh người. Người khác muốn đi xong quá trình sơ kỳ này chỉ ít mấy triệu năm, nếu hắn lại mượn dùng ánh sáng và mùi thơm đặc biệt của nơi này giúp đỡ, hẳn có thể ở trong vòng mấy năm đạt thành, so sánh với nhau liền rất rõ ràng. Càng mấu chốt chính là cái gì? Giới hạn trên cảnh giới vừa mở, thể thuật của hắn sắp xuất hiện tăng trưởng nổ tung, tiên ma kiếm cũng có thể thực sự trở thành tiên khí, những cái này trồng chất đến cùng một chỗ, không biết có thể để cho sức chiến đấu của hắn đạt đến độ cao cỡ nào. Lăng Hàn không thể chờ đợi được nữa, hắn lấy ra quyển trục vị diện, muốn lấy ra lực lượng trong đó, để thể thuật tăng lên. Ha ha, hóa ra các ngươi ở đây." Tiếng cười lạnh quen thuộc vang lên, chỉ thấy Đông Phương Duệ mang theo hai vị Tiên Vương tầng 2 đuổi giết tới. Bọn họ tự nhiên là nhìn thấy Động Tĩnh Lăng Hàn độ kiếp, lúc này mới sẽ nhanh như vậy chạy tới, nhưng vẫn chậm một ít, Lăng Hàn đã qua thiên kiếp. "Ngươi đột phá?" Đông Phương Duệ nhìn Lăng Hàn, trên người đối phương quấn quanh một đạo màu sắc đặc biệt, đây là tiêu chí Tiên Vương cực kỳ rõ ràng. Hắn đầu tiên là cao mày, Tiên Vương muốn giết Tiên Vương quá khó không có ba tầng cảnh giới áp chế hầu như là chuyện không thể nào nhưng ngẫm lại áp chế ở nơi này đặc biệt nghiêm trọng lăng hàn lại vừa đột phá khẳng định không quen lực lượng tràn đầy kia của tiên vương bị đánh giết liền không phải là chuyện không thể nào lăng hàn nhoẻn miệng cười ngày hôm nay liền thanh toán hết thảy một lượt hắn nhìn về phía hai tên tiên vương tầng hai kia nếu như hai người các ngươi không muốn chết liền có bao xa cút bao xa cho ta hai tên tiên vương kia đang cảm ứng khí tức của lăng hàn rõ ràng chỉ là tiên vương tầng một lại làm cho bọn họ phát lên vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Nhưng nghe được câu nói này của Lăng Hàn, bọn họ tự nhiên khó chịu, người mạnh hơn cũng chỉ là tiên vương tầng 1, tại sao có dũng khí cùng tự tin như vậy? Bản tòa cũng không tin, chỉ là tiên vương tầng 1. Oanh, một tên tiên vương tầng 2 mở miệng, đang muốn biểu đạt xem thường với Lăng Hàn một chút, nhưng ánh mắt hoa lên, một nắm đấm thép đã kéo tới, nhanh vô cùng, hắn muốn chống đỡ, nhưng phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được một ngón tay, không gian bốn phía đã bị ràng buộc chương 2761, thu phục tiên vương thượng. Sau đó, hắn cảm thấy thân thể của mình đã bị đánh bay ra ngoài. Một tên tiên vương tầng hai khác cũng muốn nói lang hàn vô tri ngung cuồng một chút, miệng mới mở ra, liền thấy cảnh này, nhất thời để hắn nuốt lời vào bụng. Kháo, đây thực sự là một tiên vương mới lên cấp sao. Một quyền liền đánh bay tồn tại thực lực sắp xỉ hắn, để hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi. Đông Phương Duệ cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn biết Lăng Hàn là đế tinh, bước vào tiên vương khẳng định uy mãnh bá tuyệt, nhưng vạn vạn không cách nào tưởng tượng đối phương sẽ mãnh liệt đến mức độ như thế. Ngay cả tiên vương tầng 2 cũng không phải một quyền đối địch. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhìn về phía tên tiên vương tầng 2 khác. Ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói, ta bảo đảm không đánh gãy ngươi, để ngươi nói xong, lại đánh chết ngươi. Đây là trần trụi uy hiếp, nhưng cái này cực kỳ hữu hiệu, tên tiên vương kia lau mồ hôi lạnh, có lòng muốn nói vài câu, không thể yếu đi sĩ khí, nhưng trong đầu không ngừng hồi tưởng cú đấm vừa nãy của Lăng Hàn, càng ngày càng đổ mồ hôi lạnh rạt rào. Tuy cú đấm kia thật nhanh, đánh đồng bạn trở tay không kịp, nhưng đồng bạn cũng không phải hoàn toàn không có thời gian phản ứng, mà thân thể giống như bị cầm cố, không thể nhúc nhích. Quy tắc không gian, tiên vương khó giết tiên vương, đó là bởi vì chỉ cần một phương yếu thế cảm giác không đúng, ngay lập tức đào tẩu, một phương khác là rất khó đuổi theo. Thế nhưng, nếu như khoảng cách song phương quá gần, hơn nữa một phương cường thế vừa vặn nắm giữ quy tắc không gian vậy tình huống liền hoàn toàn khác nhau dưới không gian cầm cố muốn chạy trốn khó này bằng với đứt đoạn mất đường lui của hắn mà đấu sức cũng có khả năng cực cao để hắn chết đi tên tiên vương tầng hai kia tự nhiên không dám lên tiếng hắn không phải vì ai bán mạng ở trên tiên lộ càng hùng bá một phương đâu chịu vì người khác mà hy sinh tính mạng của mình lang hàn thu hồi ánh mắt khỏi tên tiên vương kia sau đó chăm chú vào trên người đông phương duệ hắn không nói gì nhưng thân thể của Đông Phương Duệ không tự chủ được run rẩy, dâng lên một luồng hàn ý không cách nào hình dung. Cho dù hắn đã từng vô địch một thời đại, được xưng mạnh nhất dưới Tiên Vương, lại có một lão tử thiên tôn thì đã làm sao, lúc này Phong Tình Thiên Tôn có thể giết tới nơi này cứu hắn sao? Hắn ngược lại cũng quả đoán, lấy ra tiên binh của mình, sau đó không chút do dự thả ra áp chế tu vi, bắt đầu đột phá tiên vương. Không thành tiên vương, hắn chỉ có phần bị Lăng Hàn đánh giết, mà hai tên tiên vương khác hiển nhiên không cách nào hy vọng một bị nổ đến trọng thương, một cái khác căn bản không dám ra tay. Khóe miệng lăng hàn hiện lên một nụ cười, tay phải rung lên, đã nắm tiên ma kiếm trong tay, tay phải hắn phát lực, xèo, tiên ma kiếm liền bị hắn ném ra ngoài, ra chỉ thời gian, không gian cùng rất nhiều quy tắc, chỉ một thoáng liền xuất hiện ở trước người đông phương duệ, phốc, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu của đối phương. Phốc, tiên ma kiếm xẹt qua một đảo ánh sáng óng ánh, trực tiếp đi vào trong chán của đông phương duệ. Đông phương duệ trừng lớn hai mắt, hắn chỉ hơi nhướng mắt lên liền có thể nhìn thấy thân kiếm sáng loáng kia. Lăng Hàn dùng sức cực kỳ vừa vặn, chỉ đâm thủng thức hải của hắn, thậm chí mũi kiếm không có từ sau não xuyên qua, bởi vậy, hiện tại chỉ cần thân kiếm loáng một cái, thật giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đông Phương Duệ đưa tay ra muốn đi vô tiên ma kiếm, nhưng lực lượng trong cơ thể đang cấp tốc tiêu tan, chuẩn tiên vương như hắn ngay cả tiểu nhi ba tuổi cũng không bằng. Ta biết người muốn nói cái gì, Lăng Hàn đi tới, thân tình trên mặt lạnh nhạt. Không ngoài là ta sẽ uy hiếp lão tử ngươi làm sao làm sao, vì lẽ đó, ta thay ngươi tiết kiệm chút sức lực, ta không sợ lão tử ngươi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ kéo hắn xuống vương tọa, đánh thành một con chó chết. Ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau chờ lão tử ngươi tiến vào địa phủ, ngươi có thể hỏi hắn một chút, có phải là chết như thế không. Đông Phương Duệ muốn nói chuyện, nhưng miệng mở ra, lại không phát ra được một chút xíu âm thanh, muốn giật động thần thức, nhưng thức hải bị đóng thùng, như thế nào động được một chút thần niệm hắn chỉ có thể phát ra âm thanh khạc khạc khạc, khí tức sự sống đang cấp tốc rời khỏi thân thể. Hắn không cam lòng, đường đường đế tinh, con trai của thiên tôn, bị phong ấn mấy kỷ nguyên, vì chính là tranh cướp tiên chủng hoàn mỹ, ngày sau có hy vọng thành tựu thiên tôn, hiện tại ngay cả tiên vương cũng không có bước vào liền bị đánh giết. Sớm biết hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trở thành tiên vương tầng 9, kia đồng dạng có một phần hy vọng thành tựu thiên tôn, chỉ là kém tiên chủng hoàn mỹ một chút mà thôi. Nhưng mà, sự tình đến hôm nay, đã là vạn niệm thành không. Ta, chờ, ngươi, Đông Phương Duệ dùng hết lực lượng cuối cùng, phát ra ba chữ này, đây là tất cả oán khí của hắn kết tinh, không phun ra làm sao cũng không chịu tắt thở. Cái này không phải là lời thề non hẹn biển gì, mà là khát vọng to lớn nhất trong lòng hắn, hy vọng Lăng Hàn nhanh chết một chút, đi địa ngục chơi với hắn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ngươi vẫn là chờ lão tử của ngươi đi, tạm biệt không tiễn. Hắn rút tiên ma kiếm về, phốc, một chùm máu tươi phun ra ngoài, Đông Phương Duệ lập tức ngã hoạt ở trên mặt đất, bị chết triệt để, nhưng đôi mắt còn trợn tròn, chết không nhắm mắt. Một bên, ngay cả kỳ vô danh, hỏa phù dung cũng há mồm, lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sư thực như vậy. Kia là con ruột của thiên tôn A, trước đó phong tình, cửu ngũ thiên tôn chịu thu tay lại, chính là bởi vì bị vô nhạc thiên tôn uy hiếp, nếu bọn họ động lăng hàn một sợi tóc, vô nhạc thiên tôn cũng giết hai mạch của bọn họ sạch sành xanh. Hai đại thiên tôn đều có dòng dõi, tự nhiên kiêng kỵ. Nhưng hiện tại Lăng Hàn làm thịt Đông Phương Duệ, phong tình thiên tôn còn có gì kiêng kỵ. Nhưng lại quay đầu ngẫm lại, nếu Đông Phương Duệ dám truy sát Lăng Hàn, vậy Lăng Hàn giết hắn lại có cái gì không đúng. Nha, Đông Phương Duệ có thể không sợ vô nhạc thiên tôn tức giận sao? Trên mặt Lăng Hàn cười khanh khách, phong tình thiên tôn tự nhiên có vô nhạc thiên tôn chống đỡ, thậm chí Chu Hằng cũng sẽ hỗ trợ, cùng thế hệ chiến đấu, sinh tử tự phụ, trưởng bối sen tay vào là gì? chương 2762, Thu Phục Tiên Vương Hạ hai tên tiên vương tầng hai khác đều lạnh dung bọn họ tràn ngập hoảng sợ lăng hàn ngay cả con trai của thiên tôn cũng không chút do dự giết vậy giết nhiều hơn hai người lại tính là gì đi bọn họ nhìn nhau một cái nhân lúc lăng hàn không đặt chú ý ở trên người bọn họ thân hình dồn dập khởi động muốn chạy mất dép nếu đến rồi tại sao không ngồi nhiều một hồi lăng hàn ra tay đuổi về phía hai người thời gian lưu cuồn cuộn mà động vô hạn ảnh hưởng tốc độ của bọn họ hai tiên vương liều mạng chạy nhưng phát hiện động tác của mình chậm không hợp thói thường, ngay cả một chiếc lá bay cũng vượt xa bọn họ. Cái này, bọn họ ngơ ngác, đây chính là quy tắc thời gian a. Người trẻ tuổi này là Tiên Vương tầng 9 bám thân sao? Rõ ràng chỉ vừa bước vào Tiên Vương, làm sao ở trên vận dụng quy tắc đạt đến độ cao như thế? Bình thường mà nói, người từ đâu tới nhiều thời gian như vậy. Liêu Mạng với hắn, hai tên Tiên Vương đều giống to, lực lượng quy tắc vô tận từ trên người bọn họ dâng trào, nhất thời phá giải thời gian lưu ràng buộc. Dù sao đến độ cao của Tiên Vương, quy tắc gì cũng là bình đẳng. Nói Liều Mạng, nhưng một tên Tiên Vương xác thực anh dũng giết về phía Lăng Hàn, một tên Tiên Vương khác lại nhân cơ hội bỏ của chạy lấy người. "Ngươi, Tiên Vương Liều Mạng kia tức chết rồi." Lăng Hàn không để ý chút nào, nhìn tên Tiên Vương này cười cợt. "Yên tâm, ta bảo đảm hắn không trốn được." Hắn giương tay phải lên, ném Tiên Ma kiếm ra ngoài, xèo, cắt ra không gian, nhanh đến mức tột đỉnh. Phốc, tiên ma kiếm nhất thời đóng thủng vai trái của tên tiên vương kia, lực lượng to lớn quán thâu, miễn cưỡng đánh ngã tên tiên vương kia, đóng đinh trên mặt đất. Cái này vẫn là tên tiên vương kia lẩn nhanh, bằng không không phải đóng ở trên vai trái, mà là trực tiếp xuyên tim mà qua, chỉ ít tinh huyết sẽ bị tiên ma kiếm thôn phệ toàn bộ. Người xem, ta nói rồi, Lăng Hàn nhìn tên tiên vương liều mạng kia nói, tiên vương này cả người lạnh dung, chỉ cảm thấy Lăng Hàn căn bản không phải người, mà là một ma quỷ từ đầu đến đuôi, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Thực lực mạnh ngược lại cũng quên đi, then chốt là lá gan lớn như thế, thực sự là giết người vô kỳ A. À. Ta, ta sẵn lòng quy thuận đại nhân, theo đại nhân chinh chiến. Tên tiên vương này linh cơ hơi động, nhìn lăng hàn nửa quỳ trên mặt đất, tuyên cáo thần phục. Tình cảnh này bất kể là bị ai nhìn thấy cũng sẽ khó mà tin nổi, một tiên vương tầng hai lại thể cống hiến cho một tiên vương vừa đột phá, quả thực vô lý. Lăng hàn đưa tay ra, vỗ lên vai của tên tiên vương kia, tên tiên vương kia bị hù chết lo lắng lăng hàn lại đột nhiên làm khó dễ đánh giết hắn lăng hàn mỗi vỗ một cái tâm hắn liền run cầm cập một hồi cũng còn tốt lăng hàn không có ra tay nhưng hắn không có một chút thả lỏng mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng chảy xuống lăng hàn cuối cùng thu tay về cười nói được rồi sau này ngươi theo ta trộn lẫn ngươi tên gì đại nhân bản ta tại hạ phó viên tâm tình tên tiên vương này buông lỏng lại muốn tự xưng bản tọa nhưng phát hiện cái này quá kiêu ngạo muốn xưng ta, lại giống như không quá thỏa đáng, đơn giản liền tự xưng tại hạ, ngược lại hiện tại hắn theo lăng hàn, cũng coi như là hàng tiểu bối. Đại nhân, tiên vương bị tiên ma kiếm đâm chúng kia bò lên, nhưng căn bản không dám rút kiếm, đi chậm chậm tới trước mặt lăng hàn, nửa quỳ trên mặt đất. Tại hạ thành đào, cũng sẵn lòng đi theo đại nhân, cống hiến sức mọn. Nếu như u xương tiên vương nhìn thấy, tuyệt đối sẽ phát rồ, lúc trước phó viên, thành đào cũng chỉ là cùng hắn sáng lập đồng minh, tuy hắn là minh chủ, nhưng cùng tiên vương khác cũng không phải quan hệ cấp trên cấp dưới tuyệt đối. Hiện tại hai đại tiên vương này cúi đầu xưng thần với Lăng Hàn, tự nhiên có thể để hắn tức chết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, được, dâng lên một tia thần hồn của các ngươi, ta thu các ngươi làm tiểu đệ. Sắc mặt của phó viên, thành đào đều kinh biến, một khi dâng lên thần hồn, tuy không phải nói sinh tử ở trong tay người khác, nhưng chỉ cần Lăng Hàn muốn đối phó bọn họ, liền có thể thông qua thần hồn tác ký, bọn họ trốn chỗ nào cũng vô dụng. Mà nếu Lăng Hàn bất chấp, tiêu hủy thần hồn của bọn họ vậy bọn họ cũng bị trọng thương nhưng tình cảnh lúc này bọn họ có thể từ chối sao vậy chỉ có một chữ chết bọn họ không muốn chết dũng khí kỳ thực không quan hệ với thực lực thất phu giận dữ vẫn còn máu tươi năm thước nhưng mạnh như tiên vương cũng có thời điểm oan ức cầu toàn cúi đầu tự vệ lang hàn mang theo thành đào phó viên giết trở lại ngăn ngắn nửa tháng liền đẩy bảy nơi đóng quân của u sương tiên vương lúc này mới chịu dừng lại nghỉ ngơi thành đào phó viên tự nhiên là làm lính hầu, hầu như ôm đồm hết thảy công việc khổ sở, chỉ sợ để Lang Hàn không hài lòng, cho rằng bọn họ còn cùng U Sương Tiên Vương dẫu lửa ngọ ý còn vương tơ lòng, có tâm bất trung. Lang Hàn tạm thời đình chỉ hành động đẩy tháp, bởi vì bọn họ chiếm cứ nơi đóng quân đã vượt qua chín tòa, nhiều cũng vô ích, mà nếu lại thọc sâu tiếp tục đánh, khoảng cách U Sương Tiên Vương sẽ càng gần. Tuy hiện tại để vị tiên vương này rất đau, nhưng vẫn không có đau đến gốc rễ, nhưng nếu đánh cho đối phương chỉ còn dư lại hai ba nơi đóng quân, vậy hắn nhất định sẽ liều mạng, tự mình giết trở về, vậy thì không dễ xử lý. Dù sao, hiện tại sinh mệnh lũy thừa của Lăng Hàn khoảng cách 8.000 điểm vẫn còn có chút khoảng cách. Hơn nữa, hiện tại mọi người cũng cần thời gian tiến hành tu sửa. Bị Lăng Hàn kích thích, đám người hỏa phù dung, kỳ vô danh, Vũ Hoàng đều có dự định đột phá tiên vương, lạc ấn tiên chủng trong cơ thể bọn họ đã gần tới hoàn mỹ. Cái hoàn mỹ này đương nhiên là bắt nguồn từ góc độ của bản thân bọn họ, giới hạn ở tư chất, kiến thức, mỗi người cho rằng hoàn mỹ đương nhiên sẽ có khả năng chênh lệch rất lớn. Lăng Hàn trước tiên vững chắc cảnh giới, sau đó còn phải rèn đúc tiên ma kiếm thành tiên khí chân chính, lại tăng thể thuật lên, như vậy, hắn tự tin gặp phải tiên vương tầng 3 cũng có thể chiến một trận, thậm chí ở dưới tình huống ánh sáng tim áp chế, ngay cả tiên vương tầng 3 đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì thể thuật của hắn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, đây là lực lượng hoàn toàn thuộc về hắn, không cần đi điều động quy tắc chương 2763, toàn thể đột phá. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, mười năm, thời gian như bay, đoàn người lăng hàn đều đang toàn lực tu luyện, bọn họ có tự mình biết mình, hiện tại còn chưa đủ tư cách xiết vào trung tâm phế tích, trước hết cần tăng thực lực lên. 90 năm sau, lăng hàn cuối cùng vững chắc cảnh giới, cũng tu đến tầng một trung kỳ, sức chiến đấu lại có tăng lên rất nhiều. Hắn bắt đầu rèn đúc tiên ma kiếm, phát động thái trụ vô cực thể, người khác chỉ vượt qua một ngày, nhưng hắn là ngàn ngày, tiên ma kiếm phát sinh biến hóa kịch liệt, từng viên từng viên phù văn hình thành, tỏa ra khí phách không cách nào hình dung. Tiên khí, hiện tại, Lăng Hàn căn bản không cần rót lực, chỉ cần một ý nghĩ tiên ma kiếm sẽ chủ động sát phạt, uy lực vô cùng. Bởi vì nó quá sắc bén, bản thân lại cứng rắn không thể phá vỡ, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng không dám tiếp xúc phong mang. Lang Hàn lộ ra mỉm cười, bằng vào tiên ma kiếm hắn liền có vốn liếng chiến với tiên vương tầng 3 một trận có điều dựa vào ngoại vật từ trước đến giờ không phải thói quen của hắn. cho dù tiên ma kiếm chính là hắn từng bước một tăng lên tới tiên kim, lại đúc thành tiên khí. bản thân mạnh mẽ mới thật sự mạnh mẽ. đây là chân lý hắn chưa từng quên qua. hắn bắt đầu tu thể thuật, tay cầm quyển trục vị diện, hắn vận chuyển mô hình của ngõ lý, công thức thần bí không ngừng xẹt qua đầu óc của hắn. hắn lấy ra năng lượng trong quyển trục vị diện, oanh, lực lượng trí cao vô thượng tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng vẫn không cách nào bị hắn nắm giữ chỉ là trong quá trình lưu truyền, bắp thịt, xương, kinh mạch của hắn đều được rèn luyện. Oanh, thiên kiếp sắp thành, năng lượng hư tử chính là lực lượng bản nguyên nhất của nguyên thế giới, trên lý thuyết chỉ có thiên tôn mới có thể vận dụng, mà thiên tôn xuất thế liền bị thiên địa nhầm vào, hiện tại Lăng Hàn vận dụng năng lượng hư tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thiên kiếp muốn hình thành, đánh giết hắn. Lăng Hàn đi ở biên giới nguy hiểm, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nhưng sau khi bước vào tiên vương, mỗi vượt qua một bước đều quá to lớn, cũng quá chậm, một trăm năm qua đi, Lăng Hàn vẫn không thể nào tăng thể thuật lên tới tối đa, vẫn như cũ còn có thể tiếp tục nâng lên. Mà lúc này, đám người hỏa phù dung, kỷ vô danh, nữ hoàng cũng dồn dập đột phá tiên vương, thực lực tăng lên cực lớn. Đáng sợ nhất chính là hỏa phù dung, mặc dù mới vừa bước vào tầng một, nhưng đủ để đánh hòa với Lăng Hàn, vạn cổ đệ nhất tiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống Lăng Hàn không có sử dụng tiên ma kiếm cùng thể thuật. Trên thực tế, quy tắc chỉ là công cụ đi về con đường thiên tôn, đến thiên tôn, vận chuyển là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, ở bất luận vị diện nào cũng thông dụng. Ngoại trừ nhất bộ thiên tôn, nhưng quy tắc không giống, tiên vực tiên vương tầng 9 chạy đi dị vực vậy thì là cặn bã. Lăng Hàn đã sớm tiếp xúc lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, ở điểm này liền không biết vượt qua hỏa phù dung bao nhiêu lần, chờ bọn họ đạt đến tầng 9 đỉnh cao, bắt đầu trùng kích thiên tôn vị, ưu thế của Lăng Hàn sẽ hoàn toàn thả ra, bỏ rơi hỏa phù dung không biết bao nhiêu xa. Kỷ vô danh vẫn cắn chặt lăng hàn như cũ, nếu như đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không kém lăng hàn. Vẫn là câu nói kia, dưới tình huống lăng hàn không dùng tới thể thuật, tiên ma kiếm. Mọi người cũng không có vội xuất phát, mà nên vững chắc cảnh giới thì vững chắc cảnh giới, nên tự mình tăng lên thì tiếp tục tăng lên. Thành đào, phó viên nhìn thấy mấy người lăng hàn tỉ thí, tí tẹo không cam lòng trong lòng đã sớm tan thành mây khói. Tất cả đều là biến thái, có khuếch đại như thế sao, vừa thành tiểu tiên vương liền mạnh hơn bọn họ, còn có thiên lý sao? Nữ hoàng, hổ nữ, vũ hoàng cũng bước vào tiên vương, nhưng so với kỷ vô danh cùng hỏa phù dung, bọn họ vẫn thua kém một ít, nhưng chỉ thua kém một ít, tranh lệch cũng không lớn. Lúc này, cách vạn năm kỳ hạn vừa vặn còn có 500 năm. Mọi người thương lượng, quyết định lại nghỉ ngơi 100 năm, để cho cảnh giới của tất cả mọi người vững chắc, sau đó lại xuất phát về phía trung tâm phế tích, từ phía trước truyền tin tức trở về xem. Hiện nay tất cả thế lực vẫn không thể đặt xuống một nhóm kiến trúc cuối cùng như cũ, chiến sự cực kỳ rằng co. Vì lẽ đó, không vội, Lăng Hàn tiếp tục tăng lên thể thuật, tuy một quyển trục vị diện liền có thể làm cho một phàm nhân thành tựu thiên tôn, bên trong tất nhiên ẩn chứa năng lượng kinh khủng, thế nhưng bị hắn không ngừng lấy ra như thế, hơn nữa rất nhiều kỳ thực đều là lãng phí, vẻn vẹn chỉ quay một vòng ở trong cơ thể hắn liền tiêu tan trở về thiên địa. Có thể duy trì đến hắn bước vào tầng 9 sao? Khó, không biết siêu vị diện cao đẳng có quyển trục vị diện hay không, theo lý thuyết, cái vị diện này đang bị cuồng loạn công kích, lúc nào cũng có thể tan vỡ, nên có ý thức nguy cơ, sáng tạo ra càng nhiều thiên tôn, nói không chắc sẽ có quyền trục vị diện. Đến thời điểm nói sau đi, hắn tiếp tục lấy ra lực lượng của quyển trục vị diện, tăng lên thể thuật của hắn. Cho dù hắn ra chỉ thời gian lưu gia tốc cho mình, nhưng tiến cảnh vẫn chậm chậm như cũ, e là phải 100 năm sau mới có thể đạt đến cực hạn. Nhưng thật rất chậm sao? Đây chính là tiên vương, một kỳ nguyên tăng lên một bậc cũng không tính chậm hắn chỉ bỏ ra mấy trăm năm. Tính cả thời gian lưu gia tốc cũng mới mấy trăm ngàn năm, vậy thì để thể thuật có thể ngang hàng tiên vương tầng 2, thậm chí tầng 3, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Chớp mắt một cái, một trăm năm liền đi qua. So với thời điểm đột phá, thực lực của mỗi người đều tăng nhanh như gió, chủ yếu là mùi thơm, ánh sáng đặc biệt chỗ tốt quá to lớn, để bọn họ cấp tốc vững chắc cảnh giới, còn có tiến bộ rõ ràng. Xuất chiến, nếu như nói, mấy trăm năm trước đoàn người lang hàn mới vừa tiến vào nơi này, còn chỉ có thể được gọi là côn đồ khối phân, như vậy bọn họ hiện tại liền thật là một đám rồng qua sông. Chỉ nói lực lượng quy tắc, Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung đều có sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 8000 điểm. Có điều, lại tính cả thể thuật, vậy Lăng Hàn tuyệt đối là cao thủ đệ nhất trong đoàn người này, sinh mệnh lũy thừa đột phá 8000 điểm, đạt đến 8400, cái này đã tiếp cận Tiên Vương tầng 3 đỉnh cao. Đương nhiên, đây là trên lý thuyết. Chương 2764, chịu đòn nhận tội. Có thể thành tựu Tiên Vương, lại há là người bình thường, ngay cả vương giả cũng cơ hồ không thể đạt đến độ cao như vậy, làm sao cũng phải là hoàng giả. Bởi vậy, Tiên vương tầng 3 đỉnh cao, sinh mệnh lũy thừa phải ở 8600, còn mạnh hơn Lăng Hàn một ít. Nhưng lại thêm tiên ma kiếm, Lăng Hàn tự tin có thể cùng bất luận tiên vương tầng 3 nào ganh đua cao thấp. Có điều, hiện tại khuyết điểm trái lại là thể phách của hắn. Sau khi đạt đến tiên vương, tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh cần dùng đến số lượng bảo vật kinh người mà lúc trước tuy hắn tóm lấy rất nhiều gia sản của tổ vương, nhưng thứ nhất bị hắn dùng gần hết rồi, thứ hai dù sao cũng là hai vị diện, tồn tại sai biệt, xa xa không đủ sức cầm cự hắn tu luyện hiện tại. Cái này cần hắn rời đi tiên lộ, thậm chí đi tới siêu vị diện cao đẳng, mới có thể đẩy bất diệt thiên kinh lên độ cao mới. Dù như vậy, hiện tại thể phách của hắn cũng chân chính bước vào tiên vương cấp, lực phòng ngự vượt qua 5.000 điểm, vẫn cực kỳ kinh người. Bọn họ vẫn không có xuất phát, phía trước lại truyền tới tin tức lớn, Trải qua nhiều năm huyết chiến, một nhóm kiến trúc cuối cùng rốt cuộc bị các thế lực dồn dập đánh xuống. Có người nói, những kiến trúc này cực kỳ bất phàm, không chỉ có thể chống đỡ ánh sáng tím, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt, có thể tự động luyện đan, chỉ cần để vào vật liệu liền được, có thì lại có thể luyện khí, vẫn là để vào vật liệu liền được, có thì lại có thể chủ công, đánh ra cột sáng, nát tan tất cả. Hiện tại cách cục cơ bản đã định, các thế lực đang tiến hành thương nghị cuối cùng, đạt thành hiệp định ngừng bắn cùng nhau tranh cướp trí bảo ở khu vực trung tâm. Mà điều này cũng ý nghĩa, U xương Tiên Vương có thể chân chính rảnh tay đối phó bọn người Lăng Hàn. Tin tức này là phó viên, thành đào thăm dò, bọn họ mặt mày ủ rũ, lần này bọn họ nhất định phải mất đi cơ hội rời tiên lộ, thậm chí thế lực ở trên tiên lộ cũng bị U xương Tiên Vương nhầm vào, sau này có khả năng sẽ trở thành người cô đơn. Mặc dù bọn họ biết đám người Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhiều lắm chính là quét ngang tầng 2, gặp phải tiên vương tầng 3 thì không cần nói sợ cái gì cái đó đến, chỉ mấy ngày sau, có một tên sứ giả đến, đưa tới thư của U Xương Tiên Vương, ngôn từ cực kỳ cao ngạo, để đám người lăng hàn đi chịu đòn nhận tội, bằng không hắn sẽ phong tỏa truyền tống trận trung tâm phế tích, để bọn họ vĩnh viễn lưu ở trên tiên lộ. Chiêu này rất độc, mặc dù tiên lộ là con đường muốn thành tựu tiên vương nhất định phải đi, nhưng nơi này tài nguyên có hạn, cách cục có hạn, thành tựu tự nhiên có hạn. Bọn người lăng hàn đều là đế tinh, thậm chí siêu cấp đế tinh, nếu như bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, vậy thì thật là so với giết bọn họ còn khó chịu hơn thấy rõ liền cho cái trả lời chắc chắn đi người sứ giả kia cực kỳ ngạo mạn nói tuy hắn chỉ là thăng nguyên cảnh nhưng ở trước mặt nhiều tiên vương lại ưỡn lưng thẳng tắp thật giống như hắn mới là tiên vương dưới cái nhìn của hắn nếu u xương tiên vương đưa mắt nhìn lại vậy chỉ là tiên vương mới lên cấp tự nhiên chỉ có phần sợ chết khiếp xin tha hắn là sứ giả tự nhiên sẽ trước một bước tiếp thu đám người lăng hàn đầu hàng lăng hàn cười nhạt tay phải vừa nhấc oanh một đạo liệt diếm dựng lên, nhất thời đốt lá thư kia thành cho tàn, nhưng một luồng ý chí mạnh mẽ từ trong thư bay lên, hóa thành một quyền đập tới lăng hàn. Đây là tác phẩm của tiên vương, phòng ấn lực lượng vô thượng ở trong những hàng chữ, tuy không thể phát huy ra thực lực chân chính của tiên vương tầng 3, nhưng không phải bình thường, tuyệt không phải tiên vương tầng một phổ thông có thể chống đỡ. Ở U Sương tiên vương xem ra, nếu lăng hàn dám phá hủy thư tay của hắn, hắn liền oanh đối phương một quyền, cho dù không có đụng tới, cũng phải để lăng hàn thảm bại mà trốn cho đối phương một dao oai phủ đầu tiên vương tầng 3 chính là cao cao tại thượng như thế lăng hàn duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ đùng cái nắm đấm này lập tức đổ nát sao có thể bị thương một sợi lông hắn nếu u xương tiên vương tự mình ra tay vậy lăng hàn nhất định sẽ nghiêm nghị đối mặt nhưng chỉ là một đạo công kích phong ấn ở trên giấy vậy thì như thế nào trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi qua mấy ngày ta sẽ có đáp lễ lăng hàn cười nói sứ giả kia đã kinh ngạc đến ngây người hắn là chính tai nghe u sương tiên vương nói chỉ cần lăng hàn dám hủy thư tất nhiên sẽ cho hắn ăn vị đắng tiếng nói vẫn còn bên tai nhưng con mắt nhìn thấy một màn lại hoàn toàn khác nhau trời ạ à, người trẻ tuổi này đến cùng khủng bố cỡ nào hắn vội vàng gật đầu vội vội vã vã xoay người rời đi sau đó hai chân phát lực hận không thể mọc cánh cách lăng hàn càng xa càng tốt một đường nhanh như chấp hắn trở lại nơi đóng quân của u sương tiên vương khống chế Dùng thiết bị thông tin đặc thù đạt được liên hệ với U Xương Tiên Vương ở nơi xa xôi. Tiểu tử kia nói lúc nào lại đây bái kiến bản tọa? U Xương Tiên Vương mở miệng liền hỏi, dưới cái nhìn của hắn, hắn nắm bảy tấc của đoàn người lăng hàn, không thể không cúi đầu. Người sứ giả kia lúng túng ngập ngừng, hắn thật không biết làm sao mở miệng. "Hả, do do dự dự cái gì, còn không mau nói." U Xương Tiên Vương trầm giọng nói, hắn ghét nhất thủ hạ ấp a ấp úng, làm việc không lưu loát. Người sứ giả kia cắn răng lúc này mới nói người kia thiêu hủy thư của đại nhân u xương tiên vương đầu tiên là sướng sờ thầm nghĩ những người ngoại lai này cũng thật gan to bằng trời ngay cả thư của hắn cũng dám hủy diệt nhưng hắn lập tức cười to vậy người này sẽ bị công kích của hắn đả thương như thế nào đi nữa cũng có thể vô cùng chật vật hắn gật gù người kia bị thương nặng không sứ giả lau mồ hôi lạnh người kia không mất một sợi tóc còn nói còn nói qua mấy ngày sẽ có đáp lễ u xương tiên vương lại sướng sờ cái gì, không mất một sợi tóc. Sao có thể có chuyện đó? Tuy một đòn này không phải toàn bộ thực lực của hắn, nhưng dù sao cũng xuất từ tay của tiên vương tầng 3, ác liệt bá tuyệt cỡ nào. Người có đang lừa dối bản tỏa hay không? U sương tiên vương lạnh lùng trách mắng, căn bản không có đưa thư đến. Lẽ nào thuộc hạ này sợ chết, ngay cả đám người lăng hàn cũng không có gặp, bịa đặt một lời giải thích. chương 2765, sơ chiến tầng 3. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, người sứ giả kia vội vã quỳ xuống cho dù song phương còn cách vô cùng xa nhưng hắn phảng phất như có thể cảm giác được u sương tiên vương tức giận để hắn mặt mày tát mét hắn luôn bảo đảm xác thực như hắn nói không có một chút giả tạo lúc này u sương tiên vương mới trầm ngâm hắn cũng biết thuộc hạ này không dám lừa dối mình đặc biệt là ở dưới hắn ép hỏi nhưng chỉ là một tiên vương vừa đột phá vì sao lại nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy đế tinh trong người ngoại lai sao hắn lẩm bẩm nói trước phái ra hai vị tiên vương theo đông phương duệ đi truy sát lăng hàn nhưng hiện tại lăng hàn đang yên đang lành ba người kia không còn tin tức đủ để chứng minh đoàn người lăng hàn không đơn giản có điều mạnh hơn lại há là đối thủ của tiên vương tầng 3, bản tỏa sẽ chờ đám người lăng hàn xuất phát giết về phía trung tâm phế tích mỗi gặp phải một nơi đóng quân bọn họ sẽ hỏi trước có phải là địa bàn của u xương tiên vương không phải trực tiếp đánh hạ nếu không phải liền xem thái độ của đối phương thái độ tốt, bọn họ chỉ là tạm thời mượn địa phương nghỉ chân một chút, thái độ không tốt, vậy đánh luôn. Nửa tháng trôi qua, U Sương Tiên Vương mất thêm 5 nơi đóng quân. Hiện tại, số lượng nơi đóng quân nắm trong tay hắn chỉ còn dư lại 4 tòa. Điều này làm cho mặt hắn âm trầm, giao nhiệm vụ phòng thủ cho ba tên Tiên Vương tầng 2 còn lại, hắn lặng yên điều động, đón đánh đám người lăng hàn. Tốc độ của hắn rất nhanh, sau 7 ngày liền chạy tới nơi đóng quân thứ ba, sau đó ngừng lại, lẳng lặng đợi đoàn người lăng hàn đến ngược lại không là hắn không muốn đi nơi đóng quân thứ tư mà là nơi đó đã rơi vào tay giặc đến lúc này u sương tiên vương tự nhiên biết lăng hàn nói tới đáp lễ là có ý gì để hắn vô cùng phẫn nộ chỉ là nhiều nơi đóng quân như vậy bị quét lại không có một tia thần niệm trở về nói cho hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì để hắn cực kỳ không rõ nhưng hắn không có để ở trong lòng chỉ cần bọn người lăng hàn dám đánh tới nơi này hắn sẽ để những người ngoại lai này biết tiên lộ là do bọn họ định đoạt một bên khác đoàn người lăng hàn từ từ thong dong hiện tại bọn họ đặt xuống rất nhiều kiến trúc tuy đã sớm vượt qua cực hạn của chín nhưng kiến trúc nhiều vẫn có thể mang cho bọn họ chỗ tốt cực lớn nếu bọn họ có lĩnh ngộ sẽ dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày cũng không phải quá gấp ngược lại còn có mấy trăm năm a à. vài ngày sau bọn họ lần thứ hai lên đường dưới áp chế của ánh sáng tím để mỗi người đều cực kỳ khó chịu hơn nữa thời gian càng lâu áp chế của ánh sáng tím liền càng lợi hại bởi vậy bọn họ nhanh chóng chạy đi chỉ hai ngày bọn họ liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngôi lầu cao năm tầng toàn thân tỏa ra ánh lưu ly chống đỡ ánh sáng tím xâm lấn lăng hàn đi lên phía trước cười nói hỏi các ngươi một sự tình nơi này có phải địa bàn của u sương tiên vương không lớn mật dám gọi thẳng danh húy của đại nhân thủ vệ cửa dồn dập quát mắng lăng hàn gật gù quay đầu lại nói không sai nơi này là địa bàn của u sương thành đại nhân phó đại nhân thời điểm mấy thủ vệ nhìn thấy phó viên cùng thành đào không khỏi chừng con người ra xảy ra chuyện gì hai vị tiên vương đại nhân lại như thuộc hạ theo ở phía sau hơn nữa còn ở sau cùng một chút xíu địa vị cũng không có sắc mặt của thành đào cùng phó viên không khỏi lúng túng trước đây mặc dù bọn họ ở bên u xương tiên vương nhưng địa vị siêu nhiên cũng không phải thủ hạ của u xương tiên vương hiện tại hoàn toàn khác nhau thật không có mặt gặp người a thành đạo hiếu phó đạo hiếu các ngươi đây là ý gì một tên tiên vương đi ra trên người quấn quanh một đạo màu sắc đặc biệt đây là tiên vương trấn thủ nơi đây tên vân đông thành đào cùng phó viên chỉ làm như không thấy thứ nhất bọn họ xác thực không có gì để nói nhiều thứ hai nơi này là do lăng hàn làm chủ bọn họ không dám vượt qua lăng hàn cười cợt cái địa bàn này ta muốn ngươi là tự mình rời đi hay ta đưa ngươi rời đi cũng thật là to gan lớn mật một thanh âm lạnh lùng vang lên như phát ra từ cửu u u sương thành đào cùng phó viên kinh ngạc thốt lên tuy bọn họ đều có tâm lý chuẩn bị sớm muộn sẽ đối đầu với U Sương Tiên Vương, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Một tên Tiên Vương xuất hiện ở cửa, trên người quấn quanh tiên quang ba màu, càng có băng hàn chi khí vô tận ngưng tụ, cực kỳ đáng sợ. U Sương Tiên Vương, lang hàn cười ha ha, chém ngươi nhiều thần niệm như vậy, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, cũng thật không dễ dàng a. À. Người trẻ tuổi, người cho rằng ở bên ngoài có bối cảnh mạnh mẽ, bản tọa liền không dám giết ngươi sao. U Sương Tiên Vương lạnh lùng nói, hắn ở trên tiên lộ là đứng hàng đầu nhất, làm việc xưa nay không cần kiêng kỵ. Hơn nữa, lần này nếu hắn được cơ duyên lớn, tiên vương tầng 9, thiên tôn gì, hắn đều không cần để ở trong mắt. Lăng Hàn nhún vai một cái, nếu ta thật chuyển ra một vị thiên tôn, ngươi còn dám nói thế, vậy ta sẽ kính ngươi là hảo hán. Thời không nói nhãm nữa, nếu chân thân của ngươi ở đây, ta cho ngươi hai con đường, một là thần phục ta, hai là ta đánh chết ngươi, ngươi chọn một đi. Ha ha ha. U Sương Tiên Vương ngửa mặt lên trời cười to, tại sao tiểu tử này tự tin như vậy? Ta đến, hỏa phù dung giết ra ngoài, trực tiếp dùng một viên hàng tử quả, bọn họ một đường lại đây tự nhiên thu hoạch vài quả, mỗi người đều có không dưới 5 lần cơ hội bạo phát. Nàng cũng không có xem thường đối thủ, trực tiếp lấy ra tiên khí của nàng, một chiếc gương cổ ở trên đầu chìm nổi, phun ra nuốt vào quy tắc. Hỏa, nàng quát khẽ một tiếng, thiên địa bản nguyên chi hỏa bạo phát, nàng hóa thân thành ngọn lửa, ngay cả quy tắc cũng có thể thiêu cho, cực kỳ đáng sợ. U xương tiên vương không khỏi kinh hãi đến biến sắc, cô gái này rõ ràng chỉ là tiên vương tầng 1, tại sao lực lượng bùng lên lại để hắn kiêng kỵ. Xác thực, sức chiến đấu của đối phương không bằng hắn, nhưng lại thêm tiên binh chịu uy, hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Cái này thật chỉ là tiên vương tầng 1 sao, hỏa phù dung kéo tới, u xương tiên vương không thể không đón đánh, hắn giật động đại đạo hệ thủy, hóa thành hắc thủy, mỗi một giọt đều nặng hơn ngôi sao, có lực sát thương đáng sợ không gì sánh nổi chương 2766, giết tới trên cửa thượng. Oanh, hai tiên vương đấu đối diện, về mặt chiến lược quả nhiên hỏa phù dung rơi vào hạ phong, nhưng ở dưới trợ giúp của tiên binh, nàng hoàn toàn có thể đối kháng, trên cổ kính kia không ngừng di động chữ viết xa xưa, có tiếng tụng kinh thần bí truyền ra, thật giống như truyền thụ bí mật của thiên địa cổ lão nhất. Cổ kính phát sáng, lực phá hoại vô cùng, ngay cả u xương tiên vương cũng không dám mặc cho anh chúng, nhất định phải toàn lực chống đỡ, bằng không hắn sẽ tai ương. U Sương Tiên Vương hoàn toàn không có cách nào áp chế đối thủ này, bị hỏa phù dung công phá phòng tuyến, hai người đại chiến ở trong lầu cao, oanh, 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 mỗi một đạo dư âm chấn động, đều đủ để Tiên Vương tầng 2 thấy cũng sẽ xanh mặt. Bọn người lăng hàn không nhanh không chậm tiến vào, bọn họ hai ba lần liền đuổi những người khác ra ngoài, sau đó tìm tới hạt nhân khống chế, do lăng hàn lạc ấn xuống một đạo thần niệm, như vậy liền có thể liên kết hết thảy nơi đóng quân thành nhất mạch, đổi thành người khác tới hoàn thành bước đi này, thì tương đương với là một thế lực khác. Cái này rất buồn cười, rõ ràng chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng chủ nhân của nơi này đã đổi. U Sương Tiên Vương vừa giận vừa sợ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lại đột nhiên xoay người, tông cửa xông ra. Không đánh, đương nhiên không đánh, nơi đóng quân đã bị người ta chiếm, mà sức chiến đấu của hỏa phù dung cường đại như vậy, hắn căn bản không có tự tin áp chế. Hơn nữa, đối phương còn có nhiều người như vậy, vạn nhất lại có thêm một hai mãnh nhân như thế thì sao? hắn quyết định lui, tìm được giúp đỡ lại đánh. lang Hàn cũng không có truy kích, hòa thượng chạy được miếu chạy không được, ngược lại U Sương Tiên Vương sẽ không bỏ qua nơi đóng quân cuối cùng, đến thời điểm đi chỗ đó tìm người là được. Mọi người ở đây nghỉ ngơi, giải trừ ánh sáng tím uy hiếp, bọn họ liền muốn tiếp tục tiến lên, nhất cổ tác khí giải quyết U Sương Tiên Vương. Hai ngày sau, bọn họ rút lấy một lần ánh sáng cùng mùi thơm đặc biệt, không chỉ tu vi tiến bộ một đoạn dài, cũng làm cho bọn họ hoàn toàn loại bỏ ánh sáng tím mang đến ảnh hướng trái chiều. Bọn họ lại xuất phát, đoàn người lăng hàn hạ liền hai thành, lần này U Sương Tiên Vương chỉ còn dư lại một tòa thành cô đơn, nhưng cũng là một tòa có giá trị nhất. Ở trong bảo tháp cuối cùng này, khuôn mặt của U Sương Tiên Vương âm trầm đến có thể nhỏ nước. Từ khi hắn đắc đạo, chưa từng rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy. Tiên Vương tầng 3A lại bị người cưỡng đoạt đến cục diện quẫn bách như vậy. Cũng còn tốt, trước đó hắn bí mật điều động dự tính ban đầu chỉ là không muốn để người ta biết hắn rời đi, miễn cho nơi đóng quân bị người cướp đoạt, hiện tại có thể che giấu xấu hổ của hắn. Tự mình ra tay rồi, nhưng không cách nào trấn áp mấy tiên vương tầng 1, chẳng phải là muốn người ta cười chết sao. Nhưng hắn nghĩ đến sức chiến đấu của hỏa phù dung, không khỏi hơi nhướng mày. Tiên vương có tiên khí, sức chiến đấu thực là hoàn toàn khác nhau, cái này cũng là nguyên nhân tại sao vô số tiên vương trăm phương ngàn kế cũng muốn chiếm được một tiên khí. Tái chiến hỏa phù dung, hắn không cho là mình có thể áp chế đối phương. Cũng còn tốt chính là, mấy ngày trước 12 đường thế lực đã đạt thành nhận thức chung, kết thành đồng minh, liên thủ nhằm vào bất luận kẻ địch nào có ý đồ cướp đoạt 12 tháp cuối cùng, một phương gặp nạn, bát phương giúp đỡ. Nói cách khác, nếu như đám người hỏa phù dung kéo tới, hắn có thể mời người hỗ trợ, chỉ là mấy tiên vương tầng một giết tới, hắn liền mời người ra tay, đây cũng quá kém đi. Không được, hắn lắc đầu một cái, nhưng đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Không bằng, mời các thế lực tới, có thể mượn danh nghĩa cùng nhau nghị sự, như vậy khi đám người hỏa phù dung kéo tới, tin tưởng có tiên vương sẽ chủ động nhảy ra đón đánh, đến thời điểm đó hắn có thể kéo những tiên vương này lên chiến xa của mình. Cực kỳ tuyệt vời, hắn lập tức phát ra tin tức, mời các thủ lĩnh tới. Mọi người đều rất nể tình, rất nhanh, 19 tên tiên vương tầng 3 trước sau đi đến. Tại sao là 19 tên? Bởi vì có chút tiên vương tầng 3 không có đạt đến trạng thái đỉnh cao, vì lẽ đó ở mới đầu chính là 22 liên thủ, cùng một chỗ giết tới. U xương tiên vương lão gian cử hoạt, không có biểu lộ ý tứ mảy may, nói cười như thường, cùng nhiều đại tiên vương bàn luận trên trời dưới biển, nhưng trong nội tâm hy vọng bọn người lăng hàn đến nhanh một chút, bởi vì hắn không thể vẫn kéo 19 tên tiên vương ở đây, phải biết, trên tiên lộ không chỉ có 20 tiên vương tầng 3. Cái này cũng là đạo lý tại sao bọn họ phải kết minh, nếu không thì, tiên vương tầng 2, tầng một nhiều hơn nữa thì đã làm sao, bọn họ cần sợ sao. Hắn cũng không có chờ quá lâu, đám người lang hàn rất nhanh đến rồi báo báo chủ thượng một tên thăng nguyên cảnh chạy vào một bộ dáng rất hoảng loạn u sương tiên vương tự nhiên đoán được nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì trái lại lớn tiếng trách mắng làm gì kinh hãi như vậy báo chủ thượng có người giết tới nói muốn chủ thượng chủ thượng thăng nguyên cảnh kia há mồm muốn nói rồi lại không dám nói nói cái gì u sương tiên vương nhíu mày lại nói muốn chủ thượng rửa sạch cái cổ đi ra ngoài nhận chết Thang nguyên cảnh kia đánh bạo nói, há, là ai lớn mật như thế, dám muốn mạng của U Sương đạo huynh chúng ta. Một tên tiên vương tầng ba cười nói, thân thể của hắn rất thấp, nhưng mập đến kinh người, chính là một quả cầu, vành tai vô cùng lớn, sắp đụng tới trên đầu vai rồi. U Sương tiên vương cười gần nói, hẳn chỉ là mấy cái vai hề thôi, U xương đạo huynh, cũng không thể nói như vậy, nếu người ta dám đến khiêu khích, tin tưởng cũng có chút cân lược, không bằng chúng ta đi xem một chút đi lại một tên tiên vương tầng ba nói hắn cùng vị trước kia hoàn toàn ngược lại hắn vừa cao vừa gầy thật giống như một cây gậy trúc phải đi xem một chút đi nhiều tiên vương đều nói chúng ta cùng đi ra ngoài hy vọng những người kia không nên bị hù chết mới tốt bọn họ đều cười vui vẻ ở trên tiên lộ đám người bọn họ tổ hợp hẳn là vô địch tự nhiên không sợ ai bọn họ rất nhanh đi tới dưới bảo tháp chỉ thấy thủ vệ phụ trách phòng ngự đã ngã trái ngã phải một đám người trẻ tuổi anh tư bộc phát ngang nhiên mà đứng tỏa ra tư thế bất phàm. chương 2767, giết tới trên cửa hạ. Tòa bảo tháp này dễ dàng liền đột phá như thế, là bởi vì đây không phải bảo tháp lấy phòng ngự, tiến công tăng trưởng, mà là một tòa tháp luyện khí. Ồ, cửu lạc tiên vương khẽ ổ lên, hắn ở trong đám người nhìn thấy lăng hàn, người trẻ tuổi này hắn bán đối phương một ân tình, lúc trước đối phương thậm chí còn chỉ là chuẩn tiên vương. Còn chỉ là chuẩn tiên vương liền có năng lực ép tiên vương tầng 1, như vậy hiện tại sau khi hắn bước vào tiên vương, sẽ tăng lên tới mức độ cỡ nào? Trấn áp Tiên Vương tầng 2 sao? Có thể ngang hàng Tiên Vương tầng 3 hay không? Trao đổi một người, Cửu lạc Tiên Vương tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, cái này không phải nói chuyện viển vông sao? Người nào không biết Tiên Vương 9 tầng, một bước một thiên địa, chỉ là Tiên Vương mới lên cấp cũng muốn ngang hàng Tiên Vương tầng 3, mở chuyện cười sao? Nhưng mà, người này là Lăng Hàn, ở chuẩn Tiên Vương thì có biểu hiện yêu nghiệt khủng bố. Hơn nữa Lăng Hàn không có đầy đủ tự tin lại há có thể giết tới. Ân, hắn vẫn yên lặng xem biến đổi đi, ngược lại lăng hàn nợ hắn một ân tình, hắn nắm quyền chủ động. U sương, ta đến lấy đầu của ngươi. Lúc này lăng hàn không để hỏa phù dung dành trước xuất chiến, cũng nhìn thấy đám người kỳ vô danh cùng vũ hoàng, hổ nữ dục già dục dịch, vội vã đứng ra, nếu không có khả năng cực cao bị những phần tử háo chiến này đoạt đi. Một đám tiểu bối vô tri, tiên vương mập đứng dậy, hắn phong hào phật phân, ở trong tiên vương tầng 3 không thể đứng vào hàng đầu, tu vi chỉ là sơ kỳ, bởi vậy hắn là cùng một người khác cảnh giới sắp xỉ liên thủ chiếm cứ một bảo tháp. Có điều, mấy tiên vương tầng một mà thôi, hắn tùy ý phất tay liền có thể giải quyết, tự nhiên không để ý chút nào. Lang Hàn mỉm cười nhìn tiên vương mập này nói, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, bản tọa muốn nhúng tay, ngươi còn có ý kiến. Tiên vương mập cười ha ha, những người ngoại lai này thực sự là quá kiêu ngạo, cho rằng đế giả, đế tinh gì liền có thể coi trời bằng vung sao. Phó đạo ngoại trừ chú ý tư chất, còn phải xem cảnh giới. Lăng Hàn lắc đầu một cái, đây là chính người muốn ăn đòn A, tiểu bối lớn mật, Phật Vân Tiên Vương hừ một tiếng, oanh, toàn thân hắn dâng trào ra thần quang vô lược, sau đầu xuất hiện một đạo Phật quyền, phảng phất như thật biến thành một vị Phật đà, muốn hàng yêu trừ ma. Lăng Hàn ồ một hồi, nhìn về phía kỷ vô danh, vị này là lão tổ tông của Phật đạo A. Kỷ vô danh bình chân như vậy, không hề hứng thú, nhưng thích thiện tử nha một hồi. Ba kỷ nguyên trước, Chúng ta có một đệ tử tiến vào tiên lộ nhưng không có thể đi ra, hóa ra chưa chết mà bị vây ở nơi này, thành tựu tiên vương. Nói cách khác, Phật phân tiên vương này thật là đồ tử đồ tôn của Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn gật gù, tùy Kỷ Vô Danh không có nói, nhưng hắn vẫn quyết định hạ thủ Lưu Tình, cũng coi như cho kỳ Vô Danh mấy phần mặt mũi. Đến, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn cùng kỳ Vô Danh là đối thủ cạnh tranh, bởi vậy, hắn cũng xem Phật phân tiên vương này là vãn bối, cho dù cảnh giới của đối phương cao hơn. Thật là muốn lật trời, Phật Vân Tiên Vương giận dữ cười, thân hình dựng lên, như một đóa Phật Vân, xông về phía Lăng Hàn, bảo quang vô tận tràn ra, hắn căn bản không cần ra tay, chỉ ép một chút liền có thể đè chết Lăng Hàn. Phật Vân Đạo Hữu chậm đã, một tên tiên vương đột nhiên ngăn cản, đây là một nam tử trung niên, khuôn mặt rất thanh tú, trên người quấn quanh một màu sắc đặc biệt, rõ ràng là một tiên vương tầng 1. Tiên vương tầng 1 cũng dám ngăn tiên vương tầng 3. Phật Vân Tiên Vương nói: lẽ nào ngươi nhận thức tiểu tử này muốn thay hắn xin một nhân tình hắn chịu dừng tay là bởi vì tên tiên vương này là người phe hắn tuy chỉ tầng một nhưng làm sao cũng phải cho chút mặt mũi tên tiên vương tầng một kia khẽ mỉm cười bản tọa đương nhiên không có ý nghĩ này chẳng qua là cảm thấy chấn áp một tên tiên vương tầng một không cần phật vân đạo hữu động thủ câu nói này nâng đến phật vân tiên vương hết sức hài lòng hắn cười ha ha thịt mỡ run rẩy được rồi người liền cầm đầu người này hiến cho u sương đạo hữu Tình nguyện ra sức, tên Tiên vương kia hơi khom người, ở trước mặt Tiên vương tầng 3, hắn vẫn cần duy trì tôn trọng nhất định. U Xương Tiên vương nhìn ở trong mắt, nhưng không hề ra mặt ngăn cản, hắn ước gì Phật Vân Tiên vương xấu mặt, như vậy liền có thể quấn đối phương vào trên chiến xa của mình. Cửu Lạc Tiên vương mặt lộ mỉm cười, nhưng cũng đồng dạng không có ngăn cản, hắn rất muốn biết sức chiến đấu của Lăng Hàn hiện tại đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Tên Tiên vương kia đi ra, tập trung Lăng Hàn, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo hắn gọi lưu tích, nguyên bản là người tiên vực, chỉ là tư chất phương giả, lên tiên lộ muốn tìm cơ duyên, mấy lần đầu đều ở bên ngoài đảo quanh, ở trước vạn năm rời đi, nhưng lần cuối cùng, hắn mạo hiểm đột tiến, theo người khác qua biển, kết quả biển là vượt qua, lại không thể ở trong 10.000 năm thành tựu tiên vương, sử dụng truyền tống trận đi ra ngoài. Hắn bị vây ở chỗ này, nhưng ông trời đột nhiên quan tâm hắn, để hắn ăn một cây tiên dược, tăng tư chất lên rất nhiều. Về sau lại lấy mấy tỷ năm khổ tu, cuối cùng bước vào tiên vương vì lẽ đó hắn hận nhất chính là thiên tài ngược lại không ra được nên hắn rất thích ra tay với người ngoài lấy cân bằng thất lạc trong lòng lang hàn lắc đầu một cái nhìn về phía sau ai lên tiên vương tầng một căn bản không có dục vọng để hắn ra tay nguyên bản đám người vũ hoàng kỷ vô danh hổ nữ rất hiếu chiến đều dồn dập lắc đầu bọn họ mới chẳng muốn chiến đấu với một tên tiên vương tầng một một chút khiêu chiến cùng ý nghĩ cũng không có lang hàn không khỏi thở dài nếu không ai ra tay, không thể làm gì khác hơn là hắn đến rồi, ai bảo hắn là người thứ nhất nhảy ra chứ. Lưu tích không có tự mình biết mình như vậy, cho rằng những người này là sợ mình, không khỏi cười ha ha, thân hình bắn lên, đã nắm một chi hỏa đại đạo, ngưng tụ thành một hỏa nhận, chém về phía lăng hàn. Chỉ là tiên vương mới lên cấp cũng dám làm càn, bản tọa đến dạy ngươi làm người như thế nào. Thân hình hắn lao tới, tốc độ vẫn rất nhanh, trong nháy mắt liền giết tới trước mặt lăng hàn. Lăng hàn ra tay, hoàn toàn không thấy hỏa nhận, cứ như vậy xuyên thấu qua, sau đó nắm ngực của lưu tích, đập tới trên đất. chương 2768, ai là vai hề? Oanh, lưu tích nhất thời ngã dầm trên mặt đất, chấn động đến váng đầu hoa mắt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, muốn bỏ dậy, chỉ cảm thấy ngực nặng trịch, căn bản nhúc nhích không được. Hắn lại nhìn, phát hiện trên ngực của mình dẫm một bàn chân, chính là bàn chân này để hắn không thể động đậy. Sau đó, chỉ nhớ lúc trước dồn dập tới, để hắn hoàn toàn nhớ lại t hắn bị lăng hàn một đòn đánh ngã cái ý niệm này dâng lên hắn nhất thời xấu hổ muốn chết trước nói muốn dạy lăng hàn làm người như thế nào kết quả được a bị người ta một chiêu oanh ngã xuống hắn nhanh trí làm bộ bị chấn ngất nghẹo đầu nằm bất động nhiều tiên vương đều kinh ngạc tuy lưu tích ở trong bọn hắn không coi là cường giả nhưng làm sao cũng là tầng một hậu kỳ nếu muốn gọn gàng hạ hắn ngay cả tầng một đỉnh cao cũng không thể nào làm được Vấn đề tư chất, một tên tiên vương tầng 3 nói, điều này làm cho tiên vương khác dồn dập gật đầu, lăng hàn hẳn là loại xuất sắc trong người ngoại lai, đế giả, thậm chí đế tinh trong truyền thuyết, bởi vậy hắn mới có thể lấy thân tiên vương mới lên cấp đánh bại tiên vương tầng một hậu kỳ lâu năm. Nhưng những tiên vương tầng 3 này cũng chỉ suy nghĩ một chút như thế, cho dù lăng hàn lại yêu nghiệt hơn, trung quy cũng bị hạn chế của tu vi, sức chiến đấu cùng lắm là tầng 2 sơ kỳ, không thể nhiều hơn nữa. Hừ, còn không mau thả người lại một tên tiên vương nhảy ra ngoài, trên người quấn quanh tiên quang song sắc, tự nhiên là một tồn tại tầng 2. Sẽ ra mặt như vậy, hắn khẳng định là có niềm tin tất thắng, bởi vì tu vi của hắn là tầng 2 đỉnh cao, chẳng lẽ còn trấn áp không được tiên vương tầng 1 sao? Những tiên vương tầng 3 kia cũng dồn dập gật đầu, tiên vương này tên là Mã Đương, ở trong tiên vương tầng 2 tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ đột phá tầng 3, đây chỉ là vấn đề thời gian. Mã Đương ra tay, một người liền đủ để quét ngang. Có Tiên Vương nói: "Ha ha, bọn tiểu bối này không đáng để lo, bản tọa hiếu kỳ chính là, bọn họ làm sao dám giết tới?" Nếu nói sau lưng không có ai sai khiến cùng chỗ dựa, bản tọa là làm sao cũng không tin. "Không sai, trong đó tất có âm mưu." Những Tiên Vương tầng 3 dồn dập gật đầu, thiên tài có thể trở thành đế giả thậm chí đế tinh lại há là kẻ ngu si, biết rõ là đầm rồng hang hổ còn muốn bước vào, khẳng định có âm mưu. Lẽ nào là Tiên Vương tầng 3 khác ở hậu trường sai khiến ngay ở trong lúc bọn họ nghị luận, Mã đường cũng ra tay. Hắn đứng tại chỗ bất động, chỉ điểm ra một chỉ, oanh, một khối vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập tới Lăng Hàn, kéo lấy đại đạo hệ thổ, muốn đập Lăng Hàn thành cặn bã. Không chỉ như thế, mặt đất bốn phía Lăng Hàn cũng phát sinh đột biến, trọng lực lớn vô hạn, chỉ là cái này cũng đủ để tiên vương tầng một kêu cha gọi mẹ. Lăng Hàn tự nhiên không thể có phản ứng gì, bất quá lưu tích lại không thể giả bộ bất tỉnh, nhất thời kêu thảm thiết, nhưng bởi vì bị lăng hàn dẫm hắn căn bản không nhúc nhích được vùng múa tứ chi trong miệng phun máu tươi tung tóe tiên vương tầng hai xác thực rất khó giết tiên vương tầng một một lòng muốn chạy trốn nhưng hiện tại lưu tích lại bị lăng hàn đạp ở dưới chân trốn như thế nào hắn nhìn thiên thạch giữa bầu trời lao xuống sợ đến mặt đều tái rồi nếu bị đập chúng cho dù hắn không chết cũng trọng thương tuyệt đối rất thảm a à. kháo chính người muốn chết liền tự mình đi chết a à, kéo ta chịu tội thay làm gì Lưu Thích thực sự là khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn vạn phần hối hận lúc trước tại sao mình lại nhảy ra, kháo, tiên vương tầng 3 đã ra tay rồi, hắn nóng nảy gào thét cọng lông A. Hắn nhìn thiên thạch giữa bầu trời, trước mắt hiện lên nhân sinh kiếp này, nếu như cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ cẩn thận làm tiên vương của hắn, tiêu giao tự tại cỡ nào, nghĩ cái khác làm gì. Tuy hắn không thể rời tiên lộ, nhưng tiên vương tầng 1 cũng đủ hoành hành, đi ra bên ngoài, vậy còn có tiên vương tầng 9, hắn lại xem như là cái gì thật không nên nảy lòng tham dính vào vũng nước đục này a à. đáng tiếc hối hận đã không kịp ô chờ chút lưu tích muốn nhắm mắt chờ chết lại phát hiện thiên thạch giữa bầu trời đập xuống chậm đến không hợp thói thường lẽ nào thời điểm người sắp chết thời gian sẽ ngưng trệ sao quy tắc thời gian có tiên vương trầm giọng nói nghiêm nghị không nói ra được tiên vương khác lặng lẽ lông mày hơi nhíu tương tự có vẻ rất khiếp sợ tuy đến tiên vương quy tắc gì cũng không có phân chia cao thấp nhưng quy tắc thời gian, không gian thủy chung nắm giữ địa vị siêu nhiên, chủ yếu thể hiện ở khó có thể được nắm giữ, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng chỉ có thông qua ăn tiên dược đối ứng mới có thể nhòm ngó một đốm của hai chi đại đạo này. Quy tắc thời gian, quá khó nắm giữ, một tên tiên vương tầng một nho nhỏ, hắn làm sao có khả năng nắm giữ quy tắc thời gian. Hơn nữa, uy lực lớn đến tình trạng có thể ảnh hưởng tiên vương tầng 2. Giữa bầu trời, viên thiên thạch kia lấy tốc độ mắt thường có thể bắt giữ chậm rãi hạ xuống, chậm không hợp thói thường, thậm chí có thể chuyển cái giường đến thư thư phục phục mà ngủ một giấc sau đó ung dung đẩy giường ra rời đi nơi này lúc này tiếng kêu thảm thiết của lưu tích lại có chút chói tai rõ ràng là một vị tiên vương hơn nữa ở trong thời gian rất lâu cũng không thể có nguy hiểm gì nhưng gọi đến thê thảm như vậy không phải để người ta cười chết sao nhưng mã đương lại cực kỳ sợ hãi hắn cuối cùng biết lang hàn mạnh mẽ không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc quyết không thể bất cẩn bằng không hắn thật có khả năng bị một tên tiên vương mới lên cấp lật tung hắn nghiêm nghị nhìn Lăng Hàn, cau mày, hít một hơi thật sâu, hắn nhất định phải quyết tâm. Lúc này, Lưu Tích sốt cục ý thức được, vội vàng nhắm miệng lại, nhưng hiện tại đã không thể giả bộ bất tỉnh, gương mặt nhất thời trướng thành màu gan heo, xấu hổ đến trình độ cao nhất. Những người khác còn có thể nhịn không cười, nhưng hổ nữ là người không nhìn quy tắc, nhất thời cất tiếng cười to, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, trắng trợn không kiêng rè. Đại địa tan, bát tự quyết, mã đường hừ lạnh một tiếng, hắn rốt cuộc vận dụng tuyệt kỹ, nhất thời, mặt đất ầm 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 nổ vang, thật giống như muốn đổ nát, mà vô số địa thứ cũng từ mặt đất bắn ra, muốn đánh giết Lang Hàn thành cặn bã. Chương 2769, tranh cướp tiên khí. Có điều, đầu tiên xui xẻo là Lưu Tích, hắn lại trốn không được, tuy cũng vận dụng toàn lực phòng ngự, nhưng nơi nào chống đỡ được một vị tiên vương tầng 2 ra tay toàn lực, nhất thời thân thể bị đóng thùng, máu tiên vương chảy đầy đất, thảm đến trình độ cao nhất. Nhưng Lang Hàn không để ý chút nào, mặc cho địa thứ kéo tới, hắn lù lù bất động, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần vận chuyển quy tắc hộ thân, công kích của tiên vương tầng 2 không phải như trò đùa sao. Hắn chắp hai tay ở sau lưng, nhìn mã đương mỉm cười. Còn có chiêu thuật càng mạnh hơn không? Mã đương hét lớn một tiếng, đại địa vỡ, tinh thần lạc, oanh, hắn lần thứ hai bạo phát đại chiêu, ngôi sao đầy trời rơi xuống, dường như diệt thế. Lăng hàn cười nhạt, nhắm bầu trời nổ ra một quyền, quy tắc giật động, những ngôi sao kia cùng nhau nổ tung, một lần nữa hóa thành quy tắc, trở về thiên địa. Còn nữa không, hắn lại hỏi, thân thể của mã đường có chút run run, tiên vương mới lên cấp này đến cùng là cái quỷ gì, quả thực mạnh đến tầng 3A. Tuy hắn còn có một chút đại chiêu chưa phát, nhưng lăng hàn hóa giải quá ung dung, để hắn phát lên một loại cảm giác, chính là coi như hắn dùng ra những đại chiêu kia cũng vô dụng, tuyệt không thể làm gì được lăng hàn. Thấy mã đường không ra chiêu nữa, lưu tích cuối cùng thở phào nhẹ nhõm hắn thật sợ mình bị mã đường giết chết, người xem, bây giờ trên người hắn còn cắm rất nhiều địa thứ máu còn chảy cực kỳ thê thảm a à. mặt lang hàn giãn ra vậy đến lượt ta hắn đột nhiên lấy ra tiên ma kiếm dùng như phi tiêu phốc tiên ma kiếm phảng phất như không nhìn không gian cũng mất đi khái niệm thời gian lóe lên liền xuất hiện ở trước người mã đương sau đó trực tiếp xuyên qua chán đóng đinh hắn kháo một tên tiên vương tầng hai liền chết như thế mã đương còn trợn to hai mắt đầy mặt đều là vẻ không thể tin đúng a à. Ai có thể tin tưởng, một tên tiên vương tầng 2 lại bị tiên vương mới lên cấp một kiếm bắn chết. Hả, ô, nhỉ, các tiên vương tầng 3 đều đưa mắt chăm chú vào trên người mã đương, đương nhiên không phải bởi vì tử trạng của hắn hấp dẫn người đến cỡ nào, mà là thanh kiếm ở trên trán hắn. Tiên khí, bọn họ không ai không thay đổi sắc mặt, dồn dập gọi ra âm thanh. Trong nháy mắt bọn họ liền lộ ra vẻ tham lam, đồng thời nhào về phía mã đương, tranh đoạt tiên ma kiếm. Uy lực của tiên khí, siêu phàm tuyệt thế, đặc biệt là u xương tiên vương hắn là ăn đủ vị đắng của tiên khí hơn nữa nếu không có tiên khí hắn hoàn toàn có thể chấn áp hỏa phù dung mà không thể bị đối phương cản trở mất đi một nơi đóng quân những tiên vương này không có nắm giữ thậm chí gặp qua tiên khí chỉ có một khái niệm như thế mà thôi bởi vậy tuy người người đều đang ra tay nhưng không có tích cực như u xương tiên vương đặc biệt là cửu lạc tiên vương treo ở phía sau cùng tuy trước đó hắn chỉ cùng lăng hàn gặp mặt một lần nhưng có hiểu rõ rất sâu Lang Hàn khẽ mỉm cười, vù, tiên ma kiếm lập tức thức tỉnh, sắc bén phân tán, sát khí ngút trời. Binh giả, hung khí, xeo, tiên ma kiếm bộc phát, đầu của mã đương nổ tung, nó tỏa ra hung quang vô tận, ánh kiếm chỉ vào nhiều tiên vương, tiên mang như thác nước rơi xuống. Nhiều tiên vương hơi run run, sau đó lại triển khai cướp giật. Tiên ma kiếm càng mạnh mẽ, bọn họ liền càng muốn nắm giữ. soạt xoạt xoạt, tiên ma kiếm phát huy, ánh kiếm như rực cháy, quét ngang bát phương, cho dù bị nhiều tiên vương vây công thì đã làm sao căn bản không ngăn được sắc bén của nó tuy bọn họ vây quanh tiên ma kiếm nhưng một chút cũng giữ không nổi thật giống như một đám người bình thường vây một con trâu điên làm sao cản làm sao chặn bắt giặc trước phải bắt vua có tiên vương tầng ba nói mấy người đi chấn áp tiểu tử kia chỉ cần hắn chết tiên khí liền thành vật vô chủ thu lấy sẽ không có khó khăn như thế chúng ta lập lời thề sau khi giết người này lại tranh tiên khí những tiên vương này đạt thành nhận thức chung, nhưng cũng có ngoại lệ, kia chính là cửu lạc tiên vương, hắn chắp tay lui ra vòng chiến, cười nói. Cái này không ở trong thỏa thuận liên minh của chúng ta, thứ lỗi bản tọa không phụng bồi. Tiên vương khác giật mình, nhưng nghĩ tới tiên khí chỉ có một kiện, thiếu một đối thủ cạnh tranh đương nhiên là tốt rồi. Bọn họ liền không để ý, vẫn đi chấn áp tiên ma kiếm, mà hai tên tiên vương khác thì ra tay, bức bách về phía lăng hàn, một người trong đó chính là Phật Vân Tiên Vương. Tên tiên vương này hơi xúc động, không nghĩ tới đi một vòng, sau đó vẫn phải là hắn đến chân áp lăng hàn, vậy trước lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Tiểu tử ngu xuẩn, nhận lấy cái chết, tiên vương mập giết tới, hắn lấy ra một thanh đại đạo, giống như hàng ma sử, phủ đầu đập xuống lăng hàn. Cái này giao cho ta, kỷ vô danh đột nhiên ra tay, căn bản không chờ lăng hàn đáp ứng, trực tiếp xông lên, vù, một ánh kiếm phóng lên trời, hắn cũng lấy ra tiên khí. Trước đây chỉ là một tiên binh, nhưng theo hắn tiến vào tiên vương, tự nhiên cũng luyện tiên kiếm thành bảo khí, bây giờ uy lực bản thân tiên kim cùng ý chí võ đạo của hắn trồng chất, bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Phật vân tiên vương kinh hãi đến biến sắc, tại sao lại là một tiên khí nữa? Ngay sau đó, hắn liền mừng như điên, tiểu tử này là chủ động đưa tới cửa tặng tiên khí cho hắn, ha ha, hắn vui lòng nhận. Hai người nhất thời ác chiến, luận thực lực, kỳ thực kỳ vô danh kém hơn không ít, dù sao sinh mệnh lũy thừa của hắn miễn cưỡng mới đạt đến 8 ngàn, nhưng lại thêm một tiên binh liền hoàn toàn khác nhau. Hỏa phù dung nhìn mà mê tít mắt, trong một tiếng kêu nhỏ, cũng ỉ vào tiên khí giết vào chiến đoàn. Sức chiến đấu của nàng tăng thêm kinh khủng, cổ kính phát huy, ở trong đoàn tiên vương đấu đá lung tung, không có kiêng kỵ. Lăng hàn tay không chiến một tên tiên vương tầng 3, người này chính là Hồng Tuyết tiên vương, tu vi của hắn là tầng 3 hậu kỳ, sức chiến đấu không kém u xương tiên vương chút nào, hơn nữa đồng dạng là tu đại đạo hệ thủy, thực lực cực kỳ đáng sợ, một tay nhấn ra, giữa bầu trời hồng tuyết loạn xạ, chỉ cần bị dính vào một mảnh, bảo đảm tiên vương tầng 3 cũng thảm. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù là hỏa phù dung cũng phải dựa vào tiên khí mới có thể đối kháng, nhưng lăng hàn tay không, thể thuật cùng lực lượng quy tắc phát huy, sức chiến đấu của hắn bay thẳng 8.000 năm, cho dù vẫn không bằng hồng tuyết tiên vương, nhưng cũng có thể đối kháng một hai. Trường 2770, tuyệt sát, điều này làm cho hồng tuyết tiên vương hít vào một ngụm khí lạnh. Một tên tiên vương mới lên cấp, không dựa vào uy lực của tiên khí liền có thể cùng hắn cân sức ngang tài, cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Quá khủng bố, nếu như tiểu tử này tu luyện mấy tỷ năm như nữa, đột phá đến tầng 2, vậy hai người lại đánh, hắn không phải hai ba chiêu liền bị đánh giết thành cặn bã sao. Không tuyết tiên vương bùng lên sát khí, nếu đã đắc tội người tiền đồ vô lượng như vậy, vậy đơn giản liền diệt trừ hắn, bằng không chờ ngày sau hắn trưởng thành, mình liền gặp vận rủi lớn. Giết giết giết, sức chiến đấu của hồng tuyết tiên vương toàn mở, thể muốn tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn tự tin tràn đầy, triển khai nộ quyền, khí huyết khủng bố sôi trào, khe khẽ rung lên liền có thể làm cho tiên vương phổ thông thổ huyết. Hắn cười ha ha, nhưng đột nhiên lùi về sau, tiến vào khu vực ánh sáng tím bao phủ. Hừ, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồng tuyết tiên vương cười gần, truy kích về phía Lăng Hàn. Tuy ánh sáng tím áp chế sức chiến đấu, nhưng áp chế như vậy đối với song phương đều giống nhau, hơn nữa hắn còn có hàng tử quả, cùng lắm lấy ra ăn, hắn cần sợ sao. Hai người tái chiến, nhưng uy lực tự nhiên không thể như trước. Ở dưới áp chế của ánh sáng tím, sức chiến đấu của bọn họ đều cấp tốc hạ xuống, chỉ là hồng tuyết tiên vương là thật bị áp chế, nhưng lăng hàn là giả ra, thể thuật của hắn sẽ không bị ánh sáng tím áp chế, chỉ làm dáng một chút mà thôi, để hồng tuyết tiên vương bị lừa. Sức chiến đấu của bọn họ một đường hạ xuống, rất nhanh hạ đến 10 không còn một. Nếu như là ở khu vực bên ngoài, rơi xuống tới trình độ này cũng gần như chơi xong, đợi càng lâu liền không phải áp chế sức chiến đấu, mà sẽ tạo thành thương tổn đáng sợ đối với thân thể. Nhưng khu vực trung tâm này lại khác, sức chiến đấu còn có thể tiếp tục hạ xuống. 10%, 5%, 2,5%, sức chiến đấu của hai tiên vương cuồng hạ, không tuyết tiên vương không có dùng hàng tử quả, bởi vì loại trái cây này số lượng có hạn, mà cơ duyên lớn trong truyền thuyết vẫn không có xuất thế, đến thời điểm khó tránh khỏi một hồi tranh đấu, thứ tốt như hàng tử quả đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngược lại sức chiến đấu của hắn mạnh hơn Lăng Hàn, áp chế như thế nào đi nữa cũng không sao, chỉ cần Lăng Hàn không dùng hàng tử quả, hắn cũng sẽ không vận dụng, tiết kiệm bảo vật A. Lăng Hàn đang đợi cơ hội, một cơ hội tuyệt sát tiên vương, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó mọi người sẽ biết sức chiến đấu của hắn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, vậy liền âm không được người. Một phần trăm là thời điểm này rồi, Lăng Hàn bỗng nhiên bạo phát, thể thuật khủng bố phát huy, đây chính là hoàn toàn không bị ánh sáng tím ảnh hưởng, hơn nữa sức chiến đấu bay thẳng đến tiên vương tầng 3 đỉnh cao. Hắn đấm ra một quyền, khí thế vô biên vang vọng, sát khí như rực cháy. Con người của Hồng Tuyết Tiên Vương trừng ra, hắn vạn lần không ngờ, Lăng Hàn sẽ vào lúc này bạo phát sức chiến đấu. Cái này quá không hợp lý, ở dưới áp chế của hắn, Lăng Hàn nào có cơ hội dùng hàng tử quả? Coi như dùng được, vậy cũng khẳng định ở dưới tầm mắt của hắn. Nhưng thời khắc này Sức chiến đấu của Lăng Hàn cuồng bạo vô biên. Hồng Tuyết Tiên Vương kinh hãi gần chết, cú đấm này thực là muốn mệnh của hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao chịu đựng được oanh kích huy mãnh bá tuyệt như vậy. Hắn gầm dữ dội một tiếng, một bên toàn lực đối kháng, một bên lấy ra hàng tử quả, muốn lập tức khôi phục lại sức chiến đấu. Phốc, chậm, Lăng Hàn đấm ra một quyền, Miễn cứng đập vào trong mặt của Hồng Tuyết Tiên Vương, trực tiếp đánh tan thức hải của hắn, một đời tiên vương, có thể coi là bá chủ trên tiên lộ liền vẫn lạc như thế soảng thiên địa đau buồn mưa máu dồn dập lang hàn thu tay lại trên người bắn đầy máu tiên vương tỏa ra khí tức đáng sợ giống như viễn cổ ma thần trong khu vực an toàn những tiên vương tranh cướp tiên ma kiếm kia dồn dập ngừng tay dùng ánh mắt cực kỳ chấn động nhìn lang hàn khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi bọn họ để tay lên ngực hỏi lòng tuyệt đối không thể ở dưới tình huống một trọi một giết hồng tuyết tiên vương nhưng lang hàn làm được không đúng không phải sức chiến đấu của tiểu tử này càng mạnh hơn, mà là ở dưới ánh sáng tím vẫn duy trì được sức chiến đấu. Có tiên vương nói, tuy trước đó bọn họ không có đặt lực chú ý ở trên người lăng hàn, nhưng lấy thực lực của tiên vương tầng 3, chuyện đã xảy ra ở bốn phía tự nhiên đều nằm trong lòng bàn tay, hơi hồi ức liền có thể lập tức nghĩ đến. Dùng hàng tử quả, không thể, hồng tuyết không có đần độn như thế, đối phương đã ăn hàng tử quả, hắn lại buông xuôi bỏ mặc. Nói cách khác, tiểu tử này có pháp môn đặc thù, có thể ở trong ánh sáng tím tới lui tự nhiên, vì lẽ đó cho Hồng Tuyết một cái bẫy. Hồng Tuyết, chết oan a, à, nhiều tiên vương than nhẹ, luận thực lực Hồng Tuyết tiên vương không những không kém gì Lăng Hàn, ngược lại càng mạnh hơn, nhưng kết quả vừa vặn ngược lại, bị Lăng Hàn đánh giết tại chỗ. Có điều, sau khi biết điểm ấy, bọn họ tự nhiên sẽ chú ý, không cho Lăng Hàn cơ hội nữa. Chỉ là khu vực này quá to lớn, lẽ nào Lăng Hàn chắn cổng, bọn họ liền làm rùa rụt cổ ở trong bảo tháp sao? Lăng Hàn vẫy vẫy tay, xèo, tiên ma kiếm bắn ra, cực kỳ sắc bén, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng không ngăn cản nổi, chỉ nhìn thấy kiếm quang lóe lên, tiên ma kiếm đã trở lại trong tay của Lăng Hàn. Hắn vung kiếm mà đi, giết về phía bảo tháp, khí huyết sôi trào, sát ý đan dệt phóng lên trời, cũng cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ cửu lạc tiên vương, tiên vương khác đều bay lên một ý nghĩ hối hận, làm sao lại kết thù với một đại ma vương như vậy. Bọn họ lại nghĩ, liền phát hiện lần này u xương tiên vương mời quá khéo, sợ là có ý đồ riêng. Chỉ là bọn hắn đã biểu hiện ra địch ý với Lăng Hàn, muốn giết hắn, đoạt bảo của hắn, sao còn có thể cùng Lăng Hàn bắt tay thân thiện. Thật giống như có người trăm phương ngàn kế muốn giết mình, sau đó thực lực mình mạnh mẽ, đối phương lại nịnh bợ, mình sẽ để ý tới sao. Hôm nay, phải giết người này, những tiên vương kia đều đạt thành nhận thức chung, xem như là triệt để bị u xương tiên vương hãm hại. Lăng Hàn vùng kiếm giết ra, sắc bén trói lọi, không người nào có thể địch. mươi 2771, Nhúng tay Sinh mệnh lũy thừa của hắn liền đạt đến 8 bốn, đây là cấp bậc tiên vương tầng 3 đỉnh cao, chỉ là tiên vương tầng 3 nơi này khẳng định đều là hoàng giả. Sinh mệnh lũy thừa đương nhiên không ngừng 8 bốn, mà là đạt đến 8 sáu, mạnh hơn lăng hàn một đoạn. Nhưng lại thêm tiên ma kiếm, vậy lăng hàn liền không thể ngang hàng, không thể ngăn cản. Một người một kiếm, giết đến nhiều tiên vương náo loạn. Bọn họ đại hận, kỳ thực thực lực của bản thân đều không kém gì lăng hàn nhưng chỉ thiếu một thanh tiên khí lại hầu như không có sức lực chống lại hận đại hận a à, hiện tại nhiều tiên vương tiến thối lưỡng nan bọn họ không thể lùi một khi lui ra bảo tháp tuy chiến trường càng to lớn hơn có lợi cho bọn họ xê dịch hơn nhưng dưới áp chế của ánh sáng tím sức chiến đấu của bọn họ sẽ sụt giá sẽ có nguy hiểm bị lăng hàn thuần sát mà nếu như tử chiến ở đây lăng hàn tay cầm tiên ma kiếm thật đáng sợ tương tự để bọn họ bị thương rất nặng cái này nên làm thế nào cho phải Tái chiến một lúc, cuối cùng có tiên vương quả đoán rời đi, ngược lại có người kiềm chế, lúc này không đi còn chờ khi nào. Bọn họ đều có bảo tháp của mình, ngoại trừ mấy tòa là dùng để luyện đan, đúc khí, bảo tháp khác đều có hiệu quả công kích, phòng thủ mạnh mẽ, cho dù lang hàn đánh tới cũng không sợ. Có người mở đầu, những người khác liền dồn dập noi theo, ngược lại chỉ cần mình đừng làm người cuối cùng là tốt rồi. Tâm tư như thế cùng một chỗ, hơn 10 tiên vương lại trong cùng một lúc chạy tứ tán. Khung cảnh này rất kinh người, mười mấy tiên vương tầng ba vây công một tiên vương mới lên cấp, nhưng bị sợ đến thảm bại bỏ chạy, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Lăng Hàn không chút do so dự, nhìn chằm chằm U Sương Tiên Vương mà đi. Những người khác hắn có thể buông tha, nhưng U Sương Tiên Vương không được. Có điều, U Sương Tiên Vương cũng không phải một người đang lẩn trốn, hắn là theo đuôi một tên tiên vương khác, bảo tháp của đối phương tiên hướng tiến công, chỉ cần bọn họ đi vào trong tháp, vậy nếu Lăng Hàn dám tiến vào, liền chỉ có một con đường chết. lang Hàn lấy tay, phát động không gian cầm cố, muốn lưu U Sương Tiên Vương lại. Mơ hảo, U Sương Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, dùng sức banh ra, ràng buộc trên người liền phá nát, hắn hét dài một tiếng, căn bản không có ham chiến, cực kỳ quyết tuyệt. Thể thuật của Lăng Hàn không bị ánh sáng tím áp chế, nhưng lực lượng quy tắc không cách nào tránh khỏi, nguyên bản liền không bằng U Sương Tiên Vương, hiện tại tự nhiên cũng không bằng, muốn dựa vào cái này lưu lại U Sương Tiên Vương hầu như là chuyện không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể dùng tiên ma kiếm lăng hàn lực rót thân kiếm đột nhiên hơi vung tay xoạt tiên ma kiếm nhất thời cắt phá trời cao như một đạo lưu tinh truy kích về phía u sương tiên vương oanh một kiếm đâm xuống chỉ thấy mảnh vỡ băng xương rồn rập một kiếm này xuyên thấu thân thể của u sương tiên vương nhưng chỉ là một tượng băng đây là đại chiêu bảo mệnh của u sương tiên vương cường hãn như hắn chỉ cần có chuẩn bị đâu thể nào dễ dàng bị đánh giết như thế lăng hàn lao đến nắm lên tiên ma kiếm thân hình lại tung đuổi theo u sương tiên vương ở đây tiên ma kiếm ngoại trừ sắc bén cùng cứng cỏi sẽ không chịu ảnh hưởng uy lực bản thân sẽ mất giá rất nhiều dù sao chỉ cần vận dụng quy tắc liền nhất định sẽ bị ánh sáng tím áp chế đây là bất luận làm sao cũng không cách nào tránh khỏi vì lẽ đó lăng hàn không muốn kích hoạt tiên ma kiếm truy sát u xương tiên vương chỉ có thể dựa vào hắn hoàn thành thể thuật của hắn bạo phát hoàn toàn không bị ánh sáng tím áp chế bắn ra lực lượng không gì sánh kịp oanh hắn mỗi bước ra một bước mặt đất sẽ xuất hiện lỗ thủng không ngừng phát lực, hắn đã áp sát được U Sương Tiên Vương. Hết cách rồi, ai bảo U Sương Tiên Vương bị ánh sáng tím áp chế, thực lực đang không ngừng suy yếu chứ. Vị Tiên Vương này ngược lại cũng quả đoán, lập tức lấy ra một viên hàng tử quả ăn vào, hắn nhất thời khôi phục lại trạng thái hoàn toàn, áp chế cảnh giới đối với hắn không có hiệu quả chút nào, tiến quân thần tốc, không thể ngăn cản. Lão quỷ, không nên lãng phí hàng tử quả của ta. Lăng Hàn hét lớn, U Sương Tiên Vương đầu tiên là sướng sờ, hắn có ăn đồ vật của lăng hàn sao nhưng hắn lập tức phản ứng lại lăng hàn đã coi hắn là người chết như vậy đồ trên người hắn tự nhiên đều là chiến lợi phẩm của lăng hàn hắn giận tím mặt tiểu tử này cũng quá khinh người a có điều tuy giận dữ nhưng hắn không hề có ý dừng lại chiến đấu với lăng hàn mà thừa dịp hàng tử quả còn có tác dụng cấp tốc chạy càng lúc càng nhanh lăng hàn cũng ăn vào một viên hàng tử quả nhất thời lực lượng quy tắc khôi phục hoàn toàn hắn làm thời gian lưu gia tốc với mình lại triển khai không gian thuấn di, nhanh như lưu quang, truy kích về phía U Sương Tiên Vương. U Sương Tiên Vương mạnh mẽ, quy tắc của Lăng Hàn đối với hắn hầu như vô hiệu, nhưng dùng ở trên người Lăng Hàn, hiệu quả này liền hoàn toàn khác nhau. Thân hình hắn lấp lẽ, không ngừng thuấn di, đang cấp tốc rút ngắn khoảng cách với U Sương Tiên Vương. U Sương Tiên Vương kinh hãi đến biến sắc, hắn có loại cảm giác, tuyệt đối không cắt đuôi được Lăng Hàn. Hắn nhất định phải chiến một trận, bằng không chờ hiệu quả của hàng tử quả biến mất, vậy hắn liền thảm. Trường Tùng Đạo Huynh, kính xin giúp ta một chút sức lực, ta hai liên thủ giết người này. U Sương Tiên Vương kêu lên, một mình hắn đối phó Lăng Hàn, ở trong ánh sáng tím áp chế không chỉ không có một chút xíu nắm chắc, thậm chí còn có khả năng bị Lăng Hàn chém xuống. Tiên Vương khác không thèm quan tâm, nhanh chóng lao đi. Đùa giỡn, vừa nãy hơn 10 Tiên Vương liên thủ cũng không thể bắt Lăng Hàn, hiện tại mới hai người, hơn nữa còn ở vào tình thế như vậy, còn làm sao có khả năng thắng. Nếu không thì, bọn họ trốn cái gì chứ? Lăng Hàn đã đuổi sát, tay phải dương lên, tiên ma kiếm lại ra, đánh về phía U Sương Tiên Vương. U Sương Tiên Vương dở lại trò cũ, lấy băng xương thân thay mình cản một kiếm, nhưng mà như vậy, tốc độ của hắn sẽ bị một chút ảnh hưởng, lại bị Lăng Hàn đuổi sát một chút, để sau lưng hắn không khỏi phát lạnh. Thời khắc này, hắn vạn phần hối hận vì chạy ra bảo tháp, bằng không lấy thực lực tầng 3 hậu kỳ của hắn, làm sao cũng có sức đánh một trận, không đến nỗi bị động như thế. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận, hắn căn bản không có dự định liều mạng, chỉ hung hăng bỏ chạy. chương 2772, biến hóa sinh. Xoạt, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng đen thật dài phóng tới, quấn về phía U xương Tiên Vương. U xương Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, đại đạo hệ thủy hiện lên, hóa thành băng kiếm, chém tới bóng đen kia, không có chút hồi hộp nào mà chặt đứt. Nhưng này cũng chưa xong, càng nhiều bóng đen bắn lại thật giống như vô số dây thừng quấn về phía u sương tiên vương cho dù thực lực của u sương tiên vương mạnh mẽ muốn chặt đứt những hắc ảnh này cũng cần thời gian bị ngăn trở như thế lăng hàn cuối cùng giết tới một kiếm chém ra tiên ma kiếm tỏa ra tiên quang vô tận u sương tiên vương gào thét hắn thật hận chết người đang âm thầm ra tay kia nhưng lăng hàn đã đánh tới hắn không thể không chặn xoay người lại cùng lăng hàn chiến đấu lăng hàn một bên công kích một bên thì kinh ngạc bởi vì tuy hắn không nhìn thấy người xuất thủ, nhưng có thể khẳng định, kia là khôi. Cái thứ này cũng tới, thực lực của khôi thực sự là khủng bố, hắn đã bước vào tiên vương, tuy đánh ra dây leo đối với tiên vương tầng ba uy hiếp không lớn, nhưng xúc tu của hắn thực quá nhiều, thật giống như có thể đồng thời phát động mấy ngàn hơn vạn tiên vương tầng một ra tay, vậy thì khủng bố, ngay cả tiên vương tầng ba cũng bị hắn ngăn lại. Có điều, tại sao hắn lại giúp mình? Cái ý niệm này ở trong đầu lăng hàn chợt lóe liền qua, hắn thả xuống tạp niệm, chuyên tâm đối phó U Sương Tiên Vương, lần này, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội bỏ chạy. U Sương Tiên Vương ra tay toàn lực, nỗ lực bước lui lăng hàn, mở một đường máu, nhưng hắn ăn hàng tử quả đã hết hiệu quả, dưới áp chế của ánh sáng tím, sức chiến đấu lại bắt đầu ngã xuống. Hắn vội vã lấy ra một viên hàng tử quả, nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái mạnh nhất, bằng không hắn khẳng định không địch lại lăng hàn, ở dưới sắc bén của tiên ma kiếm, hắn khó thoát khỏi cái chết. Tiên vương tầng 3 cực kỳ khó giết. Kỳ thực luận thực lực U Sương Tiên Vương mạnh hơn Lăng Hàn, chỉ là không địch lại Lăng Hàn cùng Tiên Ma Kiếm liên thủ, chỉ có phần bại lui, nhưng nếu muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thủ đoạn của hắn vô số, ở vận dụng đại đạo hệ thủy đã đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh, nếu không phải Lăng Hàn có Tiên Ma Kiếm giúp đỡ, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, huống chi là cưỡng đoạt hắn đến mức này. Hai Tiên Vương đại chiến, Khôi thì lặng yên hiện thân, vẫn là hình người, tỏa ra từ khí dày đặc hắn nhìn chằm chằm lăng hàn cùng u sương tiên vương không chút biểu tình như nhìn hai người chết u sương tiên vương ăn một viên lại một viên hàng tử quả hắn là tiên vương tầng ba hơn nữa còn là người xuất sắc trong đó lại ở nơi này kinh doanh mấy ngàn năm đạt được số lượng hàng tử quả nhiều đến kinh người một viên tiếp nối một viên mà ăn thật giống như ăn không hết nhưng mỗi lần hắn muốn phá vòng vây không phải bị lăng hàn cản trở chính là bị khôi cản lại đường đường tiên vương tầng ba lại thiệt lớn ở trong tay hai cái tầng một dù như vậy, U Sương Tiên Vương cũng chịu đựng 7 ngày, cuối cùng hao hết thảy hàng tử quả, sức chiến đấu rơi xuống tới đáy vực, mới bị lang Hàn chém xuống thủ cấp, kết thúc sinh mệnh. Lang Hàn thu kiếm, nhìn Khôi nói, đến rất vừa vặn, trên người ngươi cất dấu bí mật lớn, ta muốn đạt được. Khôi không e rè nói, lang Hàn không khỏi cười, vậy vừa nãy ngươi không nên ngăn cản tên Tiên Vương kia, nói cùng hắn liên thủ đối phó ta, không phải có thể chiếm được ư. Khôi diếu cợt một tiếng, loại cặn bã kia căn bản không thể đánh bại ngươi, ta thà rằng theo sau lưng ngươi, tìm cơ hội ra tay. Chuyện này, có thể cầm ném đá dấu tay nói quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng như vậy, trên đời này trừ hắn ra, e là cũng chỉ có đại hắc cầu. Ân, một chó một thảo này phải kéo đến cùng một chỗ mới được. Ngươi không sợ ta trước tiên giết chết ngươi, lang Hàn hỏi, khôi đàng hoàng trịnh trọng, ngươi giết không được ta, trừ khi ngươi vận dụng đồ vật kia, cùng ta đồng quy vô tận. Cái thứ này cũng thật là khẩu khí lớn, tự tin quá đầy đủ a. À. Có điều ngẫm lại, hắn quả thật có tư cách như vậy. Hắn có vô số dây leo, mỗi một cái đều tương đương với sức chiến đấu Tiên Vương tầng 1, mấy ngàn mấy vạn cùng tiến lên, Tiên Vương tầng 3 tuyệt đối cũng biến sắc. Hơn nữa, bản thể của hắn hoàn toàn có thể ẩn giấu đi, chỉ có phần hắn đánh người khác, trời sinh liền đứng ở thế bất bại, đây quả thật là để niềm tin của hắn tràn đầy. Lăng Hàn nhún vai một cái, ngươi thích thì cùng đi, sau khi ra tiên lộ trước có đại hắc cầu, sau có ngõa lý, đến thời điểm đó chính là thứ này kêu cha gọi mẹ. Hắn quay lại, mọi người tự nhiên đã chiếm được bảo tháp, nhưng bởi vì không phải lạc ấn xuống thần niệm của Lăng Hàn, tòa bảo tháp này không cách nào cùng những nơi đóng quân khác hình thành cộng hưởng. Bởi vậy, sau khi Lăng Hàn trở về, tự nhiên để hắn lấy thần niệm của bản thân đi lạc ấn. Có điều, thời điểm nhìn thấy khôi, mỗi người, bao quát hỏa phù dung ở bên trong cũng lộ ra vẻ kiêng rè loại cơ thể sống này quá mạnh mẽ căn bản không nên xuất hiện ở thế gian hạ xuống tòa bảo tháp này đối với bọn người lăng hàn có rất nhiều chỗ tốt đầu tiên tòa bảo tháp này đưa tới ánh sáng và mùi thơm đặc biệt hiệu quả cực kỳ kinh người một tòa liền có thể bằng chín tòa trước cùng một chỗ vận chuyển sản sinh chỗ tốt đương nhiên càng to lớn hơn thứ hai tháp này còn có một công năng chính là luyện khí khí gì cũng có thể luyện lăng hàn từ chỗ ngự vô địch đạt được tiên côn tử kim từ trong tay Đông Phương Duệ đạt được một tiên binh, bị hắn phân biệt ném vào trong lò nung của bảo tháp, rèn đúc thành binh khí mới. Hai tiên binh này đương nhiên là rèn đúc cho nữ hoàng cùng hổ nữ, nếu không thì, sức chiến đấu của bản thân các nàng không cách nào chống lại tiên vương tầng 3. Đương nhiên, từ trong lò nung đi ra chỉ là tiên binh mà không phải tiên khí, cần hai nữ ở trong đó lạc ấn xuống ý chí võ đạo của mình. Dù cái này là khí tháp, nhưng vẫn tiêu tốn hơn 100 năm mới hình thành khí phôi của hai tiên binh, kế tiếp liền muốn hai nữ lấy công phu ôn dưỡng từ từ. Trong lúc này, Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đều dồn dập hạ xuống bảo tháp thuộc về mình, Vũ Hoàng thì kém hơn một ít, bởi vì hắn không có tiên khí, không cách nào ngang hàng tiên vương, mà Phật Vân thì lại đi theo ở bên người Kỳ Vô Danh, biểu hiện cực kỳ cung kính, một bộ bảo bảo rất ngoan. Chương 2773, tiên quả to lớn thượng. Hắn hẳn là biết thân phận thực sự của Kỳ Vô Danh rồi, đối với tổ sư ra đương nhiên cung kính đến không thể lại cung kính hai nữ lại tiêu tốn rất lâu đi ôn dưỡng tiên binh tiến quân về phía tiên khí có thời gian lưu gia tốc tin tưởng không cần mấy năm liền có thể có thành tựu nhỏ một người một ngựa cũng có thể đánh tan một bảo tháp mạnh mẽ nhất kỳ thực là khôi hắn lại không bị ánh sáng tím nơi này áp chế cũng không biết có phải đều là người một nhà hay không ở đây hắn có thể phóng thích hoàn toàn uy năng lại thêm bản thân hắn vô cùng mạnh mẽ tự nhiên càng khiến người ta kiêng kỵ hắn cũng cường thế hạ xuống một tòa bảo tháp chờ đợi truyền tống trận mở ra ở trong kỳ hạn vạn năm rời đi, đến thời điểm đó hắn có thể nam hồ tứ hồ mặc ta ngao du. Mảnh phế tích này cũng lặng yên phát sinh biến hóa, thời điểm cách vạn năm kỳ hạn còn sót lại 200 năm, khu vực trung tâm nhất đột nhiên tỏa ra ánh sáng đặc biệt, dọi sáng một thế giới. Tuyệt thế bảo tàng muốn xuất thế sao? Có người nói nơi này có tiên chủng hoàn mỹ, có phương pháp để người bị vây nhốt chỗ này rời đi, còn có bảo vật cực kỳ cao cấp, hiện tại sắp đến vạn năm kỳ hạn, cũng nên xuất hiện a. À. Cửa truyền tống vẫn ảm đạm như cũ, cái này phải đến trăm năm cuối cùng mới sẽ kích hoạt, kéo dài trăm năm, sau đó sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh, chờ 10 tỷ năm sau lần thứ hai thức tỉnh. Chiến đấu đoạt tháp còn đang thỉnh thoảng phát sinh, trên tiên lộ cũng không chỉ có bấy nhiêu tiên vương tầng ba kia, tuy tạm thời thất lợi, nhưng bọn họ rất nhanh lại quay đầu trở lại, kết thành đồng minh, làm cho rất nhiều bảo tháp phát sinh biến hóa, nhưng địa bàn của Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung lại không người nào dám động. Bởi vì rất nhiều tiên vương đều biết bọn họ lợi hại, cũng biết gốc gác của bọn họ, nếu ngày sau có khả năng tới tiên vực, vậy vẫn là không nên chiêu chọc bọn họ mới tốt. Địa bàn của Khôi bị nhiều lần công kích, nhưng hắn quá mạnh mẽ, như thực vật bảo vệ lúc trước, cả người quấn ở trên bảo tháp, dù là ai cũng không cách nào công phá, vững như thành đồng vách sắt. Một năm một năm qua đi, vườn hoa nhỏ biến hóa càng lúc càng lớn, thổ địa cũng cực kỳ kinh người, từng viên đất như đá quý màu đen, bốc lên bảo khí, thật giống như chất chứa tuyệt thế bảo vật gì. Đáng tiếc, không người nào có thể tới gần, cho dù là Khôi cũng không được đánh ra sợi thủy đằng không ai không vừa tiếp cận liền bị nổ nát tan, có bao nhiêu cũng không đủ nhét kẽ răng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vùng đất này bắt đầu bay lên bảo quang thậm chí áp đảo ánh sáng tím, chỉ cần ở phụ cận, vậy căn bản không cần ăn hàng từ quả, sức chiến đấu liền có thể duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Mấy năm sau, một ngày nào đó, bảo quang này bỗng nhiên cực kỳ rực rỡ, cho dù là tiên vương cũng không thể nhìn thẳng, mà khi quang mang này nhạt xuống, mọi người liền nhìn thấy trên mặt đất mọc ra một gốc cây nhỏ. Cái cây này lớn lên rất nhanh, một ngày một dáng, vẹn vẹn ba năm liền thành đại thụ che trời, một cành cây buông xuống, mở ra một đóa hoa trắng nón, sau đó kết quả, trái cây khổng lồ gần bằng một người, đáy vừa vặn đụng tới trên đất. Trái cây kia, cực kỳ giống một người, một cây đại thụ thần bí, rút lấy năng lượng vô tận ở nơi đây, kết ra một trái cây, lại là hình người. Cái này sẽ ấp ra một người sao? Hay là một nhân sâm quả? Thời gian càng lâu, trong trái cây này tản mát ra khí thức liền càng thần thánh, cuồn cuộn, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng thay đổi sắc mặt, nếu bọn họ ăn trái cây này, có thể lập tức đánh vỡ cảnh giới ràng buộc, xung kích tầng 4. Hơn nữa, cây này sinh trưởng ở bên cạnh truyền tống trận, có phải cũng mang ý nghĩa, chỉ cần ăn trái cây này, tiên vương vây ở nơi đây liền có tư cách lấy truyền tống trận rời đi. Trái cây lớn như vậy, mỗi người đều có thể phân rất nhiều, không cần liều một mất một còn a. À. Có tiên vương nói như vậy, chủ yếu là kiên kỵ đám người lăng hàn, hỏa phù dung, Mấy tiên vương mới lên cấp này quá ghê gớm, sức chiến đấu bản thân liền có thể ngang hàng hoặc miễn cưỡng ngang hàng tiên vương tầng 3, lại thêm uy lực của tiên khí, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng phải nhượng bộ lui binh. Cũng còn tốt, khu vực cuối cùng này có năng lượng cuồn cuộn chấn động, trung hòa áp chế của ánh sáng tím, để những tiên vương tầng 3 khôi phục không ít sức lực, bằng không ai có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Không sai, tiên quả đủ lớn, không cần đánh tới máu chảy đầy đất. Có tiên vương phối hợp, càng nhiều tiên vương dồn dập gật đầu nếu như chỉ có trái cây to bằng nắm tay vậy bọn họ nhất định sẽ liều mạc nhưng hiện tại trái cây này thực lớn đến không hợp thói thường hơn nữa năng lượng trong đó cuồn cuộn cực kỳ dồi dào mỗi người ăn một hai miếng thì có thể đạt được chỗ tốt vô cùng nếu như bị tiên quả ép chết no vậy liền khôi hài lang hàn mắt tập trung tiên quả kỳ quái kia hắn còn chưa từng thấy đồ vật cổ quái như thế sau đó quay đầu nói các ngươi thấy thế nào quái lạ hỏa phù dung nói dung mạo của nàng như bé gái nhưng vạn cổ đệ nhất tiên, chỉ luận lực lượng quy tắc, cung cấp nàng tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất, ngay cả Lang Hàn cũng phải hơi kém. Nàng trầm ngâm chốc lát nói, ta lưu ý chính là, những tiên vương này đến cùng là làm sao biết nơi này có cơ duyên lớn xuất thế, hơn nữa còn có pháp môn rời đi tiên lộ. Đúng a, à, lại chưa từng có ai thành công, vì sao lại có thuyết pháp như vậy? Là ai trước tiên truyền ra? Tại sao những tiên vương này lại tin tưởng, thả xuống thế lực của mình, chạy đến nơi đây chinh chiến? Chỉ mấy trăm năm, nơi này có thể nói là máu chảy thành sông, trời khóc liên tục, hầu như mỗi cách mấy ngày sẽ có một vị tiên vương chết đi, số lượng này cực kỳ kinh người, sắp diệt gần 8 phần tiên vương trên tiên lộ rồi. Đương nhiên, trong người ngoại lai cũng có thật nhiều tiên vương vẫn lạc, số lượng cũng không ít. Hai chữ tham lam, vừa là động lực để võ giả mạnh mẽ, cũng là tội nhân để võ giả đưa mạng. lang Hàn gật đầu, đây quả thật là một chuyện rất cổ quái, trước đó hắn hỏi qua cửu lạc tiên vương, nhưng vị tiên vương này nói đây là tiên đoán truyền lưu rất xa xưa, đã từng có thiên địa minh chứng, hiện ra ở trên di tích cổ, đời đời truyền lại, làm cho những tiên vương này tin tưởng không nghi ngờ. Chương 2774, tiên quả to lớn hạ. Chỉ còn dư lại hơn 100 năm, có thể ra cái bất ngờ gì hay không? Lăng Hàn cảm thấy cái này cực kỳ có thể, hắn chính là người mang vầng sáng phiền phức, bất luận gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái gì, đến cuối cùng nhất định sẽ diễn hóa thành tai nạn. Khôi Người có ý kiến gì không? Hắn nhìn về phía Khôi, mọi người đều là thực vật, tuy một là cây, một là rong, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như là bà con xa a. À. Không có cái nhìn gì, Khôi từ tốn nói, nhưng ánh mắt nóng rực kia đã bán đi hắn, thật giống như Sắc Lang nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc, lại thật giống như gay gặp phải tuyệt thế mãnh nam. Cái thứ này không thành thật, chỉ là hắn vẫn không có cùng người đánh qua liên hệ gì, không biết ẩn giấu, rất dễ dàng liền biểu đạt suy nghĩ của mình. Lang Hàn cố ý nói, nếu như ta cùng ngươi cướp trái cây kia thì sao? Ta giết ngươi." Khôi không chút do dự nói. Phải, đây chính là quyết tâm của Khôi, đối với trái cây này hắn là nhất định muốn lấy được. Khôi hiển nhiên nhìn ra, hoặc là cảm ứng được cái gì đó, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chia sẻ cho Lăng Hàn. Có điều, tuy Khôi rất mạnh mẽ, nhưng Lăng Hàn cũng chưa chắc sẽ sợ hắn, lúc này sức chiến đấu của hắn ngay cả Tiên Vương tầng 3 cũng phải nhượng bộ lui binh, thật không cần sợ hãi ai, chỉ là bất kể là hắn, Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung khôi, hai bên trong lúc đó đều kiêng kỵ lẫn nhau, mỗi một cái đều là đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Thời gian lặng yên mà đi, tiên vương tới chỗ này cũng càng ngày càng nhiều, tiên vương thổ dân không nhiều, bởi vì sớm đã đến nơi này, hiện tại đến cơ bản là người ngoại lai thành tựu tiên vương, như An Nhiên, Ngải Lý Nạp, Tinh Thần Nguyệt, đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ ở trong tiên vương tầng 1. Những người này tự nhiên cũng sẽ đứng thành hàng, có lựa chọn lăng hàn, có theo kỷ vô danh, tỷ như An Nhiên, nàng đối với kỳ vô danh đặc biệt để tâm, sợ đã sớm phương tâm ám hứa, chỉ là kỳ vô danh trùng tu một đời không phải vì tư tình nhi nữ, trong mắt hắn chỉ có mục tiêu thành tựu thiên tôn. Hỏa phù dung cũng là một hấp dẫn, chủ yếu tụ tập tiên vương nữ tính. Đều nói nữ giới võ giả rất ít, hơn nữa càng là cảnh giới cao càng hiếm có, nhưng nơi này oanh oanh yến yến, lại có chừng trăm vị tiên vương nữ tính, tựa hồ số lượng cũng không phải ít a. À. Huyền Vinh rốt cuộc xuất hiện, hắn vẫn không có thành tựu tiên vương, nhưng cùng một vị tiên vương tầng 3 đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hiển nhiên đặt hy vọng thu được tiên chủng hoàn mỹ ở trên người đối phương. Hiện tại, Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung đã đột phá tiên vương, đối thủ tranh cướp tiên chủng hoàn mỹ lập tức ít rất nhiều. Chủ yếu là ngoại trừ đám người Lăng Hàn, đối thủ khác sẽ không được hắn để ở trong mắt. Mọi người đều đang đợi, có mấy người nghĩ rất đơn giản, chính là truyền tống trận vừa mở, lập tức rời đi nơi này, có mấy người ôm mục tiêu lớn hơn nữa, muốn ở trong bảo tàng lớn sắp suốt thế kia phân một chén canh một ngày một tháng một năm thời gian lặng yên biến mất nhanh đến mức kinh người kỳ hạn trăm năm sắp đến truyền tống trận liền có thể sử dụng mọi người có thể từ nơi này trở về tiên vực càng đến lúc này gốc đại thụ kia càng trở nên thần kỳ lấy ra năng lượng từ bốn phương tám hướng như từng con thương long không ngừng chuyển vận về phía trái cây to lớn kia có thể nhìn thấy vườn hoa nhỏ thần gì kia đang khô héo bùn đất như thủy tinh đang mất đi tinh hoa biến hóa về phía đất bình thường. Hiển nhiên, cây tiên thụ này đang lấy ra hết thảy tinh hoa ở nơi đây, rót vào trong trái cây to lớn, bồi dưỡng ra một tuyệt thế tiên quả. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy, năng lượng vô tận đang ồ ồ phun trào, tiên khí phân tán, truyền về phía trong trái cây. Cái trái cây này, đến tột cùng sẽ thần kỳ đến mức nào? Tất cả mọi người kỳ vọng, trăm năm kỳ hạn càng tới gần, trái cây kia biến hóa càng kịch liệt, sáng lên lấp lóa, còn phát ra nhịp đập mãnh liệt. Trái cây này hình người, hiện tại ở trái tim của nó vỏ trái cây thình thịch nhảy lên thậm chí cách một lớp da cũng có thể nhìn thấy bên trong có một đồ vật giống như trái tim đang cổ động mỗi một lần đập không khí đều ong 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 run rẩy tràn ngập nhịp điệu hào hùng mạnh mẽ thật giống như đây không phải một trái cây mà là một cao thủ mạnh mẽ đùng 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 trên vỏ trái cây xuất hiện từng vết rách tiên quang vô tận tràn ra cực kỳ mỹ lệ tiên quả muốn xuất thế tất cả mọi người tràn ngập kỳ vọng đại thụ đang lấy ra tinh hoa cuối cùng của vùng đất này, mà những ánh sáng tím kia thì đang ép lại, tin tưởng một khi tiên quả thành thục, vùng đất này sẽ quay trở lại bình thường, không thể ngăn cản ánh sáng tím. Điều này cũng ý nghĩa, tranh cướp cuối cùng sắp triển khai. Tất cả mọi người thủ thế chờ đợi, tiên quả này vô cùng lớn, ẩn chứa lực lượng cũng khẳng định cực kỳ kinh người, ăn vào, có thể để tiên vương tầng 3 trực tiếp đột phá hay không. Mà những tiên vương tầng 3 kia kỳ vọng nhất, vẫn là dựa vào cái này có thể thoát khỏi ràng buộc của tiên lộ từ đây có thể bước vào tiên vực, không còn là cá chậu chim lồng nữa. Tiên thụ ngừng tụ tinh hoa cuối cùng, truyền vào trong tiên quả, chỉ thấy lá cây rồn dập héo tàn, sau đó thân cây cũng khô mục, thật giống như lập tức trải qua mấy trăm tỷ năm. Nhưng tiên quả càng ngày càng óng ánh, trên vỏ trái cây kết ra từng phù văn, trí cao trí thượng, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng không cách nào phỏng đoán. Thậm chí, đến cuối cùng bọn họ căn bản không nhìn thấy, trong mắt chỉ có tiên hà tràn ngập, quy tắc liên nguyên. Đột nhiên, hết thảy tiên quang đều thu lại, lui về trong trái cây kia, sau đó kịch liệt bạo phát, để mọi người không khỏi đưa tay ra che ở trước mắt. Nhưng những ánh sáng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh thì biến mất rồi, chỉ thấy tiên quả lẳng lặng đứng đó, trong vỏ trái cây nứt ra vẫn còn có tiên khí bốc lên, nhưng không kịch liệt nữa, mỗi người đều có thể thấy rõ. Lúc này, truyền tống trận phát sáng, từng cái từng cái phù văn nhảy lên, báo hiệu đường rời đi nơi này đã mở ra. Các vị tiền bối, Đại nhân, tại hạ không muốn tranh cướp bí bảo, chỉ muốn mượn truyền tống trận rời đi, kính xin chư vị có thể nhượng đường. Một tên tiên vương nói, hắn tự nhiên là mới lên cấp, nhìn bốn phía chắp tay. Cường giả nơi này quá nhiều, nếu hiểu lầm hắn muốn tranh giành tiên quả, chỉ nháy mắt liền có thể đánh nổ hắn thành cặn bã. chương 2775, đẫm máu, tại hạ cũng như thế, chỉ muốn mượn đường. Lại một tên tiên vương nói, ngược lại đã đột phá, cho dù tiên chủng hoàn mỹ đặt ở trước mặt cũng vô dụng, hơn nữa thực lực bản thân lại không cao, không thể tranh cướp được chỗ tốt, sẽ chỉ làm mình biến thành cho bụi. Trong khoảng thời gian ngắn, có ít nhất hơn trăm vị tiên vương phát ra âm thanh như thế. Những người bọn họ thêm cùng một chỗ, gần như có thể sánh ngang một vị tiên vương tầng 3, bởi vậy, khi nhân số đạt đến lượng nhất định, bọn họ liền không kiêng rẻ gì, nhanh chân mà ra, đi về phía truyền tống trận, không nhúng vào vũng nước đục này. Các tiên vương tầng 3 cũng không ngăn cản, thứ nhất không có ý nghĩa, thứ hai nguồn lực lượng này xác thực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ đối với tiên quả này một chút cũng không biết, trời mới biết lại đột nhiên bùng nổ ra cái gì. Khi đám tiên vương mới lên cấp sắp đi tới truyền tống trận, soạt, một đạo sát khí đáng sợ cuốn qua, tước về phía những tiên vương này. Đáng chết, những tiên vương này không ai không gào thét, bọn họ đã nói không có ý tranh giành tiên quả, tại sao còn có tiên vương cấp cao ra tay với bọn họ. Bọn họ dồn dập phản kích, tập hợp hơn trăm tiên vương, thực lực của bọn họ ngay cả tiên vương tầng 3 cũng phải nghiêm nghị đối mặt. Sát khí cuốn qua, thế không thể đỡ. Đùng 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 đùng, huyết hoa loạn bắn, từng tiên vương đẫm máu, ngã một chỗ. Tất cả mọi người kinh hãi, đây rốt cuộc là vì tiên vương cấp cao nào ra tay. Cũng quá không nói lý đi, mọi người đã nói chỉ muốn rời khỏi nơi này, vì sao còn muốn ngăn cản, thậm chí trực tiếp hạ tử thủ. Thế nhưng, đám người lăng hàn, hỏa phù dung, kỳ vô danh, cửu lạc tiên vương dồn dập cao mày, bởi vì bọn họ không có ra tay, thậm chí tiên vương tầng 2, tầng 3 khác cũng không có ra tay. Vậy thì ai làm, ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía tiên quả, vừa nãy trong tiên quang phát ra sát khí đáng sợ, tấn công về phía những tiên vương kia, kết quả để hơn trăm tiên vương lập tức chết hơn 10 vị. Trong thiên địa hạ xuống mưa máu, tâm ý bi thương lưu chuyển, trời cũng thương tiếc nhiều tiên vương như vậy biến mất, nhưng máu tươi trên đất lại hóa thành dòng suối nhỏ, chảy về phía tiên quả. Tiên quả hình người đặt chân ở trên mặt đất, hai chân rơi vào bên trong thật giống như sợi dễ rút lấy huyết dịch của tiên vương tốc độ nhanh kinh người chỉ thấy những huyết dịch trên đất kia rất nhanh thì mất đi sức sống hóa thành vết máu loang lổ biến hóa này hết sức kinh người một viên tiên quả mà thôi nhưng phát ra công kích đáng sợ ngay cả tiên vương cũng có thể chém xuống càng rút lấy tinh huyết của tiên vương thật giống như thôn thiên thú phải biết huyết dịch của những tiên vương này thêm cùng một chỗ lực lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ ngay cả Tiên Vương tầng 3 cũng không dám một hơi uống cạn toàn bộ, không chết cũng chia năm xẻ bảy. Các ngươi là có ý gì, xem chúng ta dễ bắt nạt sao? Có Tiên Vương nhìn về đám Tiên Vương tầng 3 quát lên, sắc mặt âm trầm. Nghĩ đại bộ phận bọn họ đều có bối cảnh Tiên Vương tầng 7, tầng 8 thậm chí tầng 9, bây giờ lại bị Tiên Vương tầng 3 đánh lén, chết mất mười mấy người, mà mình thì lại có khả năng cực cao là một thành viên nằm trên đất, lần này liền để lửa giận của bọn họ phun ra. Có Tiên Vương tầng 3 xem thường cãi lại, nhưng cũng có tiên vương mở miệng giải thích không phải chúng ta ra tay mà là tiên quả kia cái gì nhiều tiên vương mới lên cấp đều kinh ngạc thốt lên sao lại có thể như thế nhỉ tuy cấp độ của tiên dược cực cao hơn nữa có thể bỏ chạy nhưng công kích tuyệt đối không phải sở trường huống chi là chém tiên vương không sai có càng nhiều tiên vương tầng ba gật đầu tuy bọn họ không sợ nhưng không có hứng thú vô duyên vô cớ để người ta oan ức xem thường chủ động biện bạch nhưng nếu hỏi đến tự nhiên không ngại bày tư thái thấy nhiều tiên vương tầng 3 phủ nhận, những tiên vương mới lên cấp kia cũng do dự không quyết, lẽ nào thật sự có một cây tiên dược cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiên vương cũng có thể chém sao? Cái này vẫn là tiên dược sao, rõ ràng chính là yêu quả. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên trái cây to lớn kia, có thể rõ ràng nhìn thấy, sau khi máu tiên vương bị hấp thu, vỏ trái cây của nó nhiễm một tầng màu đỏ, tựa như huyết quang. Oanh, 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 thanh âm giống như nổi trống vang động, rất có quy luật thật giống như có món đồ gì đó muốn ấp ra. Mọi người không tự chủ được làm ra vẻ đề phòng, cẩn thận từng ly từng tí, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Vừa nãy hơn 10 tiên vương bị vô tình tàn sát, nếu như tiên quả này phát sinh dị biến lần nữa, có thể càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh hay không? Lăng hàn trong mày, thanh âm nổi trống này càng nghe càng như tim đập, nhưng một cây thực vật kết ra trái cây, còn có tim đập sao? Nhưng nhìn lại hình dạng của trái cây một chút, rõ ràng chính là hình người, muốn nói thật sự có âm thanh tim đập tựa hồ cũng có thể tiếp thu a à. xem nơi tim có ánh sáng lấp lẽ, vỏ trái cây còn đang phập phồng cái này không phải tim đập thì là cái gì hiện trường bầu không khí cực kỳ ngột ngạt thật giống như bão táp sắt xảy ra tuy hiện tại không có một chút phong ba nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh tiếp mưa to gió lớn thẻ 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 vỏ trái cây còn đang dạn nứt càng nứt càng lớn mà bên trong thật giống như đang xúc tích một đoàn quang mang vỏ trái cây dạn nứt càng nhiều tiệt sáng này liền càng trói mắt để người ta vận công như thế nào đi nữa nhìn thấy vẫn chỉ là một mảnh ánh sáng rực cháy nhưng ai cũng biết biến hóa trọng đại nhất sắp phát sinh những máu tiên vương kia là chất dinh dưỡng cuối cùng sau khi hoàn thành bước đi này tiên quả mới rốt cuộc thành thục đùng vỏ trái cây hoàn toàn nứt ra ánh sáng trói lọi tất cả mọi người không mở mắt ra nổi lăng hàn cũng không kìm lòng được mà nhắm mắt nhưng thần thức của hắn lan tràn đạt đến độ cao như hắn Đối với nguy hiểm có một loại cảm ứng gần như trực giác, bỗng nhiên phát hiện có một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm kéo tới, hắn lập tức ra tay, cũng không thèm nhìn, một quyền ngưng tụ, thể thuật khủng bố phát uy, đánh về phía cỗ nguy hiểm kia. Oanh, một thanh âm nặng nề vang lên, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm hơi đau, xương cũng nứt ra, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, cả người khí huyết sôi trào, cực kỳ khó chịu. Chương 2776, tiên quả, sát thủ, cũng còn tốt, hắn đều bảo hộ nữ hoàng hổ nữ, như yêu nữ ở phía sau, không cần lo lắng các nàng gặp phải công kích. Trong lòng hắn hoảng hốt, phải biết ở dưới thể thuật của hắn gia trì, một quyền chi uy có thể đạt tới sức chiến đấu tầng 3 đỉnh cao, nhưng lại để hắn cảm giác nắm đấm muốn dạn nứt, khí huyết sôi trào đến trình độ muốn phun ra ngoài cơ thể, đối thủ này mạnh bao nhiêu. Hắn là một quyền đánh vào trên tiên kim sao, Vù, tiên ma kiếm bay lên, hắn cầm ở trong tay, không tin tiên khí cũng không cách nào ngang hàng. Nhưng mà, Bốn phía vang lên tiếng kêu thảm thiết, xem ra người công kích thần bí kia cũng không phải chỉ công kích Lăng Hàn, mà không phải nhầm vào riêng hắn. Lăng Hàn thầm nghĩ lấy thực lực của người công kích này, đừng nói tiên vương tầng 1, ngay cả tầng 2 cũng chỉ có phần thuấn sát, hiện tại tia sáng này lại cực kỳ trói mắt, ngay cả hắn cũng không mở mắt ra được, người khác thì càng không cần phải nói, chỉ có phần bị tàn sát. Càng ở dưới tình huống như vậy, hắn càng bình tĩnh nói. Loạn tinh, nữ, chúng ta đứng theo vị trí tam giác, nhu yêu nữ người ở chính giữa ba nữ đều đáp ứng một tiếng vào giờ phút này ai cũng sẽ không đi giận hờn cậy mạnh nhị ca lang hàn lại dương giọng kêu lên ta không có chuyện gì âm thanh của vũ hoàng truyền tới kỷ huynh ừm hỏa phù dung ừm lang hàn xác nhận từng cái mỗi người đều gặp phải công kích đám người dị nghiêm tiên lộ càng bị một đòn tổn thương nếu không phải ở phụ cận vừa vặn có kỷ vô danh cùng hỏa phù dung bọn họ khẳng định khó thoát một kiếp cũng còn tốt điều này cũng miễn cưỡng có thể coi là hữu kinh vô hiểm mọi người chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ hình thành sức phòng ngựa càng thêm mạnh mẽ âm thanh kêu thảm thiết dần dần thấp xuống mà ánh sáng trói mắt cũng từ từ tiêu nhạt gần như mười mấy tức sau thị lực của mọi người rốt cục khôi phục bình thường người may mắn còn sống sót chia làm bảy trận doanh lớn đều lấy tiên vương tầng ba dẫn đầu hình thành vòng phòng ngự mà ở trung tâm vòng tròn này địa phương đã từng xúc tích tiên quả lại đứng một người toàn thân trần chuồng nhưng bởi vì trên người hắn lóng lánh ánh sáng rực cháy, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có cảnh xuân tiết ra ngoài. Người này không chỉ toàn thân sạch sẽ, hơn nữa đầu chọc lóc, không lông mày không dâu, nhìn kỹ, kỳ thực hắn còn không có một sợi lông. Trên đất nằm rất nhiều tiên vương, cơ bản là tầng 1, cũng cơ bản là tiên vương mới lên cấp lần này, nguyên bản vừa đặt chân vào hàng ngũ mạnh nhất thế gian, có thể hoành hành vô kỵ, nhưng còn chưa rời tiên lộ liền bị chém, thực sự là đáng thương. Ngươi là người nào, Lăng Hàn vung kiếm hỏi, hắn có thể khẳng định, hung án vừa nãy chính là người không tóc kia làm ra. Thực lực này thật có chút khủng bố, chỉ mười mấy hô hấp mà thôi, liền để hơn một nghìn tiên vương chết đi, thiên khóc đau buồn, thật giống như tận thế. Người không tóc nguyên bản nhắm hai mắt, đột nhiên mở ra, soạt, hai đạo kinh điện xẹt qua, tựa như thiên kiếp phát huy. Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một luồng cảm giác nguy hiểm kéo tới, để hắn theo bản năng vung ra một kiếm. Vù, tiên ma kiếm run rẩy, Lăng Hàn không khỏi kinh hãi, chỉ thấy người không tóc kia đã giết tới trước mặt, nguyên bản muốn một chảo đâm thủng đỉnh đầu của hắn, lại bị tiên ma kiếm cản lại. Nhưng để hắn khiếp sợ chính là, tiên ma kiếm rõ ràng chém ở trên cánh tay của người không tóc, nhưng căn bản chém không phá phòng ngự của đối phương. Tiên khí cũng không thể gây tổn thương. Lăng Hàn biết, tùy tiên binh lợi hại cũng không phải không gì không xuyên thủng, chỉ cần đạt đến độ cao của tầng 8, tầng 9, như vậy lấy quy tắc bao vây thân thể, hoàn toàn có thể đấu sức tiên khí nhưng then chốt là, người không tóc này tuyệt đối không phải tồn tại tầng 8, tầng 9. Lực lượng của hắn đủ để sánh ngang lăng hàn, thậm chí cao hơn một ít, nhưng cách tầng 4 còn có một khoảng cách lớn, huống chi là tầng 8. Vậy chỉ có một khả năng, cánh tay của tên này chính là tiên kim tạo nên, cho nên mới có thể cứng rắn như thế. Nhưng cánh tay bằng tiên kim, thì làm sao có khả năng vận chuyển linh động như vậy? Quỷ dị, lăng hàn dùng sức sung lên, người không tóc nhất thời bị hắn đẩy lui trở lại. Tình cảnh này bị nhiều tiên vương bắt lấy, không ai không cực kỳ khiếp sợ. "Không sợ tiên khí, kháo, ngươi xác định mình là một sinh linh, mà không phải binh khí hình người sao?" Hai mắt khôi sáng choang, tử khí bốc lên đỉnh đầu, đan dệt thành đoàn, hắn chăm chú nhìn chằm chằm người không tóc, ánh mắt rừng rực. Người không tóc đứng vững, hắn nhìn lăng hàn, ánh sáng trong mắt thu lại, chỉ thấy hắn lại không có trong mắt, tất cả đều trong suốt, nhưng không phải loại trắng như mắt cá chết kia mà là vô số lôi đình đang sôi trào, quang cảnh kia nhìn cũng làm người ta phát lạnh. Người có thể ngăn ta một đòn, không tệ, người không tóc mở miệng, âm thanh len keng phảng phất như từ trong sắt đá đẻ ép ra. Lăng Hàn nở nụ cười nói, câu nói này từ trước đến giờ là ta nói với người khác, không nghĩ tới hôm nay cũng sẽ từ trong miệng người khác nghe được, ta có nên nói một tiếng cảm ơn không? Người không tóc lắc đầu, không cần, chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ bị ta giết chết, không cần thiết phiền phức như vậy. Đầu chọc, ngươi chính là trái cây lúc trước kia sao? Hỏa Phù Dung lớn tiếng kêu lên, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, nàng suýt chút nữa bị một đòn đánh giết, đây là sự tình nàng xưa nay chưa bao giờ gặp, vô cùng nhục nhã a. À. Người không tóc nhìn lại nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Phong ấn sinh cơ, lừa gạt thiên địa, đáng chết. Ồ, cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Lang Hàn hỏi, hắn cảm thấy kỳ quái, không chỉ là người không tóc không tên này xuất hiện, mà là cả sự kiện từ đầu tới đuôi ở cực kỳ lâu trước đây tỷ như kiếp trước của kỳ vô danh hắn thành tiên vương không cần đi tiên lộ thậm chí chảm trần phân hồn tiên phủ cũng không cần đi địa phương đặc biệt gì đột phá nước chảy thành sông không có phức tạp như thế cũng không biết từ thời khắc nào con đường tu luyện liền vất vả nhất định phải theo bước liền ca tuần hoàn một loại sắp xếp nào đó nhưng mà ở trên tiên lộ tất cả còn duy trì dáng vẻ thời kỳ viễn cổ thăng chảm trần bước phân hồn đều là tu vi vừa đến liền có thể đột phá chương 2777, thiên sinh. Còn có, nơi này còn phát hiện chỗ ở cũ của mẹ duyên sinh thiên tôn, mặt khác, trước đó mỗi khi hắn chiếm lĩnh một kiến trúc ở nơi này, hắc tháp sẽ chấn động một hồi, thật giống như phát ra loại cộng hưởng nào đó, lại thật giống như phát hiện nơi này có bảo bối gì, để nó bắt đầu phản ứng. Còn nữa, nơi này có phương pháp để tiên vương rời đi, còn có tiên chủng hoàn mỹ, đến cùng là ai lan rộng ra ngoài. Không ngại, hào hào nói cho chúng ta một chút, Lăng Hàn cười nói, nhìn người không tóc thật chặt người không tóc trầm ngâm nói ta nguyên bản không cần trả lời vấn đề này của ngươi nhưng ta muốn hòa vào vùng thế giới này đúng là có thể thử chút ân tình vị liền trả lời ngươi một chút ngươi muốn biết cái gì hắn hỏi ngược lại đầu tiên mời mặc vào bộ quần áo đi lang hàn nói câu nói này ra miệng không ít người đều bật cười nhưng nhìn thấy trên đất nằm đầy thi thể tiên vương không khỏi cất đi nụ cười tuy dáng dấp người không tóc quái lạ nhưng thực lực kinh thiên động địa Người không tóc nhà một hồi, chỉ thấy trên người lập tức có ánh sáng kim loại giật độc, da rẻ từng tầng từng tầng ngọ nguậy, rất nhanh hóa thành một bộ khôi giáp màu vàng, võ trang đầy đủ, mà hắn còn mọc ra lông mày, tóc màu vàng, nhất thời cho người ta cảm giác không giống, từ quái lạ lập tức trở nên oai hùng. Hắn đầu đầy tóc vàng, phảng phất như hoàng kim tạo nên, ở trong gió phần phật phấp phới, còn phát ra tiếng len keng. Trong lòng lăng hàn càng thêm khiếp sợ, người không tóc này thực sự là tiên kim tạo nên sao? người không tóc biến hóa xong xuôi sau đó nói thứ hai thì sao người có tên tuổi không lăng hàn lại hỏi có người không tóc gật đầu nhưng không có nói ra mà thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm thì lúc này mới nha một hồi nói tên của ta gọi thiên sinh thiên sinh thiên địa sinh dưỡng ra thấy lăng hàn há mồm muốn hỏi thiên sinh đưa tay chặn lại nói ta không có nhiều thời gian bồi các ngươi lãng phí như vậy người được hỏi một vấn đề nữa chỉ có một lăng hàn suy nghĩ một chút nói Tất cả những thứ này đều là bố cục của ngươi, từ khi chúng ta tiến vào tiên lộ, không không không, từ khi tiên lộ thoát ly tiên vực bắt đầu. Thiên sinh hơi do dự, mới gật đầu. Không sai, không chờ Lăng Hàn hỏi lại, hắn liền điềm nhiên nói. Được rồi, vấn đề đã trả lời xong, hiện tại đến phiên ta. Hắn giơ hai tay lên, hai tay hóa thành đao hình, dài đến một trượng, toàn thân giật động bảo quang lưu ly, phảng phất như hai tiên khí. Trong lòng các tiên vương kinh hãi, tuy thiên sinh chỉ gật đầu một cái, thừa nhận một chuyện, nhưng chỉ là tin tức này liền để lộ ra đồ vật cực kỳ đáng sợ. Phải biết, thêm vào điều kiện đột phá, ảnh hưởng con đường tu luyện, cái này đừng nói Tiên Vương tầng 9, ngay cả Thiên Tôn cũng không cách nào làm được. Một khi quy tắc hình thành, vậy thì như luật pháp, chỉ có thể thiết diện vô tư vận chuyển. Hoàng đế có thể sửa chữa luật pháp, vậy cái gì có thể sửa chữa quy tắc? Thiên địa, quy tắc là do thiên địa hình thành, có thể sửa chữa quy tắc cũng chỉ có bản thân thiên địa. Nói cách khác, thiên địa thay đổi con đường tu luyện chí ít cũng là điều động, tách ra tiên lộ, ai muốn thành tiên vương nhất định phải đi con đường này, nếu không không cách nào tu ra tiên trùng. Như vậy, ở đây sinh ra thiên sinh, có phải là một loại thể hiện nào đó của ý chí thiên địa hay không? Ai có thể đấu với trời? Không có ai, ngay cả thiên tôn cũng không được, không thấy tiên vực thiên tôn cơ bản không xuất thế, bởi vì vừa xuất hiện sẽ bị thiên địa nhầm vào, vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ tất cả biện pháp muốn trở thành nhị bộ thiên tôn, có thể thoát ly thế giới này, chân chính siêu thoát. Giết! thiên sinh ra tay, vùng vẩy hai thanh dao, từng cái từng cái phù văn cổ điển phát sáng, hắn cực kỳ cường thế, một người độc chiến mấy trăm tiên vương. Tiên vương tầng ba cũng không dám chặn, trước bị thiên sinh đánh lén, tuy bọn họ cản lại, nhưng mỗi người đều bị thương, tiên binh chịu uy thật đáng sợ. Hiện tại thiên sinh từ chính diện đánh tới, hai tiên đao chém đi, bọn họ chặn như thế nào? Lăng hàn hét dài một tiếng, chủ động giết ra, hắn quá hiếu kỳ lai lịch của thiên sinh, nếu có thể trấn áp đối phương, hắn cũng muốn hỏi ra càng nhiều bí mật. Nữ hoàng, hổ nữ cũng đồng thời giết ra, các nàng đều có tiên khí, lúc này mới có tư cách đối kháng. Hỏa phù dung, kỷ vô danh cũng giết ra, nhưng cho dù mạnh như vũ hoàng cũng không có tư cách nhúng tay, có tiên binh hay không, tranh lệch này quá to lớn. Chỗ bọn họ tổ hợp tuyệt đối là mạnh nhất, năm tên tiên vương bản thân liền nắm giữ sức chiến đấu tầng 3, lại thêm tiên binh, để bọn họ có tư cách chính diện chống đỡ thiên sinh. Khôi lại án binh bất động, sắc mặt hắn âm trầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cân nhắc được mất. Thiên sinh thực sự là mạnh mẽ, hai tiên đao vung vẩy, hắn thể hiện ra phong thái vô địch, đối mặt năm đại tiên vương cùng năm tiên binh vây công vẫn còn thong dong. Kỳ thực sức chiến đấu của hắn chỉ hơn mọi người một chút, lẽ ra không phải là đối thủ của năm tiên vương, nhưng thân thể của hắn quá đặc thù, cho dù bị tiên khí chém chúng cũng không sao, miệng vết thương căn bản không có máu tươi chảy ra, hơn nữa chém cũng không sâu, thật giống như chém ở trên tiên kim. Cái này vẫn là sinh linh sao? rõ ràng chính là một tiên binh hình người thừa cơ hội này đi mau tiên vương mới lên cấp may mắn còn sống sót đều kêu lên muốn nhân cơ hội này thông qua truyền tống trận rời đi bằng không đợi thiên sinh giải quyết xong năm người lăng hàn vậy bọn họ liền đừng hòng chạy thoát bọn họ dồn dập nhảy ra muốn xuyên qua truyền tống trận xoạt kim quang lấp lóe sau đó liền thấy máu tươi tung tóe vài tên tiên vương đẫm máu dẫn tới thiên địa đại bi đây là thiên sinh ra tay hắn thực quá lợi hại tới lui tự nhiên năm người lang hàn căn bản không ngăn được hắn, chỉ trong nháy mắt mà thôi, thực lực của thiên sinh lại tăng mấy phần. lang hàn lập tức phản ứng lại, hắn có thể thôn vệ sinh cơ của tiên vương, lớn mạnh bản thân. chẳng trách hắn vừa xuất thế liền đại sát tứ phương, đây là vì tăng cường mình, mà vì sao hắn muốn ngăn cản mọi người rời đi, nguyên nhân cũng giống như vậy, cái này đều là chất dinh dưỡng mạnh mẽ của hắn, thật giống như tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể lãng phí. đây là một quái vật a, dựa vào giết chết. Cướp đoạt sinh cơ của Tiên Vương trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Chương 2778, Thiên địa hóa thân thượng. Thiên sinh, thiên sinh, thiên địa sinh dưỡng ra, đây là báo trước cái gì sao? Hỏa Phù Dung cau mày, lẽ nào đây là thiên địa cố ý tạo ra? Khôi, còn không ra tay, Lang Hàn kêu lên, có Khôi hỗ trợ, nói không chắc bọn họ có thể áp chế thiên sinh. Khôi lộ ra vẻ do dự, hắn vốn là một cây tiên dược, hiện tại đắc đạo thành tiên vương. Sức chiến đấu vô cùng mạnh, nhưng phương thức tư duy cũng khác với tất cả mọi người, có cái nhìn của mình. Ra tay, đáng giá hay không? Không nên muốn chết, Thiên Sinh lạnh lùng nhìn sang, ngươi nên rõ ràng, ngươi là mộc chi tinh, mà ta là tiên kim đúc ra thân thể, ngươi đối địch với ta, nhất định chỉ có một con đường chết. Lúc trước ngươi liền không bằng ta, hiện tại càng không phải là đối thủ của ta, nể tình cả hai là nhất mạch, ta có thể cho phép ngươi sống, nhưng ngươi tuyệt không nên tự mình muốn chết đám người lăng hàn không ai không kinh hãi hóa ra khôi cùng thiên sinh lại còn là người quen cũ chẳng trách thực lực của khôi cũng tinh thiên động địa lai lịch của hắn cùng thiên sinh hẳn là giống nhau sợi thủy đằng ngàn ngàn vạn vạn đánh nhau cùng cấp vô đối thủ thực lực như vậy nhân lực căn bản không thể tu luyện được chỉ có thể là thiên địa sinh dưỡng khôi mờ mịt ngươi biết ta ha ha hóa ra ngươi vẫn không có từ trong trận chiến đó khôi phục như cũ cũng đúng ban đầu người ta chính là lấy thần thức tranh chấp cướp giật cơ hội xuất thế, dưới bị thương, khó tránh khỏi ảnh hưởng ký ức. Thiên sinh ngạo nhiên nói, hắn không còn quan tâm khôi, mà nhìn chầm chầm lăng hàn. Trên người của ngươi có một đồ vật ta rất quen thuộc. Ha ha, không nên nói hưu nói vượt, ta không quen biết cục sắt vụn như người. Lăng Hàn nói, thiên sinh không có để ý Lăng Hàn trêu chọc, hắn chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, đột nhiên vươn ngón tay đi qua, kim đao diễn hóa, đã biến thành một bàn tay lớn vàng óng, hắn khe khẽ rung lên, đọc lên vài câu cực kỳ khó hiểu. Người khác không có bị bất luận ảnh hưởng gì, nhưng Lăng Hàn lại hoàn toàn biến sắc. Hắc tháp trong cơ thể hắn, thức tỉnh, hắc tháp đã sớm rơi vào tĩnh mịch, trước đây duyên sinh thiên tôn vì cứu Lăng Hàn, thiêu đốt tàn hồn, cưỡng ép ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, để vô nhạc thiên tôn có thể khôi phục lực lượng, áp chế cửu ngũ cùng phong tình thiên tôn. Cũng bởi vì như thế, hắc tháp tiêu hao hết lực lượng, theo lời giải thích của duyên sinh thiên tôn, chỉ có Lăng Hàn trở thành thiên tôn, mới có thể khôi phục hắc tháp để nó tái hiện hào quang nhưng hiện tại hắc tháp thức tỉnh cái này làm sao có thể ha ha ta chính là thiên địa sinh dưỡng mà nhiệt tử duyên sinh kia quay về thiên địa tự nhiên cũng làm cho ta nắm giữ pháp của hắn thiên sinh thuận miệng nói ra một bí mật lớn chấn động đến mức tất cả mọi người tê cả ra đầu quả nhiên thứ này là vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh duyên sinh thiên tôn lấy thân hợp đạo phong tỏa đường nối hai giới ý chí vĩnh viễn khốn ở trong thiên địa mà thứ này chính là thiên địa sinh dưỡng, thậm chí kế thừa thiên địa ý chí, bởi vậy hắn cũng đạt được pháp của duyên sinh thiên tôn, thậm chí so với đệ tử cách thế như Lăng Hàn còn mạnh hơn. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên sinh kỳ thực chính là duyên sinh thiên tôn. Tại sao mỗi lần thu lấy kiến trúc ở nơi này, hắc tháp sẽ cảm ứng? Có thể đây chính là đạo trường của duyên sinh thiên tôn năm xưa, có thể là hắc tháp cảm ứng được thiên sinh tồn tại. Oanh, ngược của Lăng Hàn nứt ra, hắc tháp chủ động bay ra, tuy nó tiêu hao hết lực lượng, nhưng dù sao vẫn là thiên tôn bảo khí, phẩm chất đặt ở đó, căn bản không thể ngăn cản. Lăng Hàn nôn ra máu, hắn tương đương với bị thiên tôn bảo khí va một phát, nếu không phải hắn và Hắc Tháp đã sớm chiều làm bạn vô số năm, hơn nữa hiện tại uy lực của Hắc Tháp hoàn toàn biến mất, bằng không hắn tuyệt không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy, trực tiếp bỏ mạng cũng có khả năng. Thiên Sinh đưa tay thu lại, Hắc Tháp liền lọt vào trong tay hắn, không hề có chút bất hòa. Mặt hắn giãn ra mà cười, không cần để ý tới quy tắc gì, cảm giác muốn giết người liền giết người, muốn làm cái gì thì làm cái đó thật tốt. Hắn đằng đằng sát khí, cực kỳ tà ác, Lang Hàn đã vận chuyển bất diệt thiên kinh bắt đầu khôi phục thương thế, nhưng bị thiên tôn bảo khí nổ ra tổn thương lại há dễ dàng lành như vậy, thậm chí hắn dục hỏa trùng sinh, thương thế cũng có khả năng nương theo hắn. Đối với mất đi hắc thác, hắn ngược lại không quá lưu ý, bởi vì cái này vốn thuộc về duyên sinh thiên tôn, không phải bảo khí hắn tế luyện ra, không hợp đạo của hắn. Thế nhưng, di vật của duyên sinh thiên tôn không thể rơi vào trong tay một người không minh bạch. Ngươi sẽ không phải chính là bản thân thiên địa chứ. Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ đến một khả năng, ở trong miệng của thiên sinh, duyên sinh thiên tôn chính là nhiệt tử. Hắn hiển nhiên không thể là cha hay mẹ của duyên sinh thiên tôn, nếu như vậy, chỉ có một khả năng, hắn chính là thiên địa. Thiên vực hết thảy đều là thiên địa sinh dưỡng, hết thảy sinh mệnh đều là con của thiên địa. Thiên sinh sướng sờ, sau đó cười ha ha, tuy ngươi đoán không tính hoàn toàn đúng, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều vậy không bằng tác thành hiếu kỳ của ta a à? lang hàn cười nói không có hứng thú này thiên sinh hừ một tiếng lại ra tay tay phải của hắn vẫn hóa thành kim đao điên cuồng chém như cũ tay trái cầm lấy hắc tháp hóa thành dài ba trượt xem là côn quét về đám người lăng hàn tuy hắc tháp không lộ uy năng nhưng từ góc độ bản nguyên mà nói nó là trí cao vô thượng bởi vậy cho dù xem là cái côn dùng phối hợp lực lượng của thiên sinh vẫn có thể phát huy ra uy lực đáng sợ Bước bách đến đám người lang hàn căn bản không dám tiếp xúc mũi nhọn. Lang hàn cũng hơi xúc động, hắc tháp không biết bao nhiêu lần cứu hắn, giúp hắn, nhưng hiện tại thành binh khí trong tay người khác, muốn chân áp hắn, đúng là mỉa mai. Thiên sinh đại khai sát giới, hắn một mặt ngang hàng năm người lang hàn, mặt khác lại còn có thể rảnh tay, ra tay với những tiên vương tầng 1, tầng 2 kia. Hắc tháp vung vẩy, kia là vật liệu cấp bậc thiên tôn, bản thân căn bản không cần phát huy, bị chúng một phát liền có thể mất mạng. Ai chống đỡ được, từng tiên vương ngăn chặn, nhưng ở trước mặt thiên sinh những cái này căn bản không thể xem là tiên vương, chỉ là giao hẹ mà thôi, bị thu gặt từng nhóm. chương 2779, thiên địa hóa thân hạ. Mà thôn phệ tinh huyết của những tiên vương này, thiên sinh đang trở nên mạnh mẽ, cái này phảng phất như quả cầu tuyết, càng lăn càng mạnh mẽ. Chỉ nửa ngày mà thôi, toàn trường chỉ còn dư lại chừng trăm tên tiên vương, phải biết số lượng tiên vương nguyên bản làm sao cũng hơn vạn, Sức chiến đấu của thiên sinh bay thẳng tầng 4, cái này cực kỳ khủng bố, tiên vương nào có thể ở trong nửa ngày ngăn ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Mạnh như lăng hàn, hỏa phù dung cũng chỉ còn dư lại lực lượng chống đỡ, muốn ngăn cản thiên sinh căn bản là chuyện không thể nào. Đi, rời tiên lộ trước, bọn họ quyết định đột phá nơi này, lấy truyền tống trận rời đi, phải biết ở bên ngoài, tiên vương cấp cao nhiều lắm, lẽ nào tiên vương tầng 8, tầng 9 còn thu thập không được thiên sinh. Coi như hắn là thiên địa hóa thân, không phải còn có Chu Hằng sao? Người ta là lục bộ thiên tôn, so với bản thân tiên vực còn cường đại hơn. Để cho các người đi sao? Thiên sinh uy nghiêm đáng sợ nói, hắn vọt trở về, đao, tháp dương ngang, ngăn bọn người lăng hàn lại. Hắn rõ ràng không có sử dụng quy tắc thời gian hay không gian, nhưng nhảy một cái lại nhanh đến mức dọa người. Lực lượng bản nguyên, lông mày của lăng hàn nhíu lại, hắn đồng dạng lấy qua lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, ngoại trừ thiên tôn, hắn là người duy nhất lực lượng bản nguyên thuộc về thiên địa thiên tôn là đánh thắp lực lượng như vậy vượt qua quy tắc bị thiên địa bất dung nhưng hiện tại một tên tiên vương mà thôi lại có thể vận dụng lực lượng bản nguyên có thể không cách nào vận dụng mà giống lăng hàn chỉ là được lực lượng như vậy rèn luyện nhưng cường đại đến kinh người không thể tưởng tượng nổi nói rõ cái gì đây thực sự là con cưng của thiên địa thậm chí là hóa thân mới có thể có tạo hóa như vậy ngươi cũng là nhiệt tử ánh mắt thiên sinh nhìn lại hắn cường thế ra tay, quyết chém giết Lăng Hàn. Để ngươi trở về thân ta, hắn nói như vậy, biến thái, cút, Lăng Hàn múa tiên ma kiếm, nhưng tiên ma kiếm dù sao còn không phải cấp bậc thiên tôn, bị hắc tháp chấn đến mức thân kiếm không ngừng rung động, thật giống như muốn vỡ nát. Đây là bản nguyên áp chế, đám người nữ hoàng vội vã ra tay giúp đỡ, đừng nói nữ hoàng cùng hổ nữ đều là người thân mật nhất của Lăng Hàn. Cho dù là hỏa phù dung cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, bởi vì hiện tại bọn họ là môi hở răng lạnh, nhất định phải hỗ trợ xeo một bóng đen qua lại mà đến chính là một sợi thủy đằng khôi ra tay rồi mà đối tượng hắn công kích không phải đám người lăng hàn mà là thiên sinh ngươi muốn chết thiên sinh giận dữ kim đao chém ra sợi thủy đằng dễ dàng liền bị chặt đứt vẻ mặt của khôi cứng đờ như gỗ ta chán ghét ngươi quan niệm của hắn rất đơn giản chán ghét liền đánh thiên sinh ngửa mặt lên trời cười to được lúc trước ta muốn triệt để diệt ngươi đáng tiếc bị ngươi chạy thoát lần này, ta liền thôn vệ ngươi, triệt để bù đắp linh hồn của ta. Hắn căn bản không muốn buông tha khôi, chỉ là tạm thời ổn định đối phương mà thôi, sau đó lại ra tay, không nghĩ tới khôi không cho hắn cơ hội, rốt cuộc nhúng tay rồi. Một khi khôi ra tay, nhất thời thanh thế cuồn cuộn, ngàn vạn sợi dễ thủy đằng cùng xuất hiện, tuy mỗi một cái không thể so với đám người lăng hàn, nhưng nhiều A, tương tự có thể hình thành biến chất. Để thiên sinh không thể không phân ra một ít lực lượng tới đối phó, bằng không tay chân của hắn bị trói buộc, liền có thể bị bọn người lăng hàn nhân cơ hội giết tới lấy truyền tống trận rời đi sáu đại cường giả liên thủ công kích thiên sinh trong đó còn có quái vật như khôi nhưng mà thiên sinh mới là quái vật to lớn nhất kim đao bay múa từng sợi thủy đằng bị cắt đứt mọi người vẫn không cách nào đột phá phòng tuyến thiên sinh mạnh vượt qua lẽ thường có thể sự tồn tại của hắn chính là vượt qua lẽ thường chính là thiên đạo ý chí giáng thế từ khi sinh ra bắt đầu hắn liền khác với tất cả mọi người tiên lộ xuất hiện rất nhiều tiên vương chết đi, là để hắn xuất thế. Cường giả nào lúc xuất thế sẽ nương theo hơn vạn tiên vương chết đi. Độc nhất vô nhị, thiên sinh cực kỳ cường thế, mỗi bộ phận thân thể của hắn đều có thể hóa thành tiên binh, lực phá hoại cực kỳ kinh người, mà tiên kim cứng cỏi cỡ nào, đồng dạng dùng tiên binh đi chém, vậy cũng rất khó tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, lấy man lực đối cứng, khả năng phải là tiên vương tầng 9 mới được. Đám người lang hàn bị áp chế hoàn toàn, ngay cả khôi ở trước mặt của thiên sinh cũng không phát huy ra ưu thế nên có. Mặc dù xúc tu của hắn nhiều, nhưng chỉ cần cuộn đến trên người thiên sinh liền đứt rời, bởi vì trên da của thiên sinh hiện lên từng thanh dao, cái này quá sắc bén, sợi thủy đằng đụng vào sẽ đứt rời, căn bản không có tác dụng ngăn cản. Sáu đại cường giả liên thủ vẫn không cách nào vượt ải, thiên sinh phảng phất như một thần sơn không thể vượt qua, khiến người ta tuyệt vọng. Sáu người lang hàn đều cau mày, nhân vật như thiên sinh làm sao có khả năng dáng thế. Tiên Kim là thân, đại diện cho hắn hầu như vô địch, dù thực lực ở trên hắn cũng chỉ có thể áp chế hắn, mà không cách nào thương tổn được hắn. Không biết ném hắn vào trong lò nung, trải qua vô số năm rèn luyện, có thể nóng chảy hắn hay không. Nhưng cho dù là quy tắc hỏa diếm cũng chỉ có thể nóng chảy tiên kim, mà không cách nào thiêu sạch tiên kim, cái này thật có thể giết chết hắn sao. Đây là sản phẩm của thiên địa ý chí, nếu có thể dễ dàng bị đánh giết, vậy thiên địa này cũng quá phế. Thật giống như ngõ lý, hắn là một vị diện dùng không biết bao nhiêu kỷ nguyên kết tinh, tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng năng lực phân tích không người nào có thể so sánh, hơn nữa đại hắc cẩu ra tay cũng không có thể giết chết nó. Càng chết người chính là, ánh sáng tím lại bắt đầu lan tràn tới, ngoại trừ lăng hàn, sức chiến đấu của những người khác không ai không ảnh hưởng, nhưng thiên sinh vẫn không sợ, hắn có khả năng cực cao chính là như lăng hàn, thể thuật siêu phàm, được lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới rèn luyện qua, vượt qua cấp độ của quy tắc. Tất cả mọi người ăn hàng từ quả, sức chiến đấu khôi phục lại. Nhưng vấn đề là, bọn họ lại không chiếm thượng phong, kéo dài hơi tàn như vậy lại có ý nghĩa gì? Một viên lại một viên, tất cả mọi người không ngừng nuốt hàng tử quả, duy trì sức chiến đấu của mình ở trạng thái tốt nhất, dù như vậy, bọn họ vẫn không địch lại thiên sinh, trên người không ngừng bị thương.